Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán, Đại sư Huy Cơ biên soạn, Việt dịch, Cố Hòa Thượng Thích Chân Thượng. Biên soạn Giáo sư Trương Đình Nguyên, Tu chỉnh và Hiệu đính Tỳ Kheo Thích Đồng Bồn. Quyển thứ nhất, phần trước, Sa môn Huy Cơ Chùa Đại Từ Ân soạn. Dẫn nhập, từng nghe, đức trí giác khéo khai quyển hiện thực, nhân cơ duyên của muôn vật mà trình bày về sự tướng. Bậc thánh nhân nhiều phương pháp diệu màu của phẩm loại, theo phẩm loại của chúng sinh mà giảng giải về nội dung, dung núi dung hòa mà làm đẹp cho cả cõi đại thiên, dâng biểu ủy thuận mà làm bến làm bờ hàng tám vạn, dập mây từ mà che rộng, đổ mưa pháp để mát xa, tưới hai cây cho cây được nở hoa, nhuần ba cỏ để cỏ càng tươi tốt. Song vì lũ lái trẻ đã mệt, vì đường xa hiểm trở nên ngài mới dẫn dụ dần dần tới lối hóa thành. Đàn con thơ quen nghịch với xe dê nên ngài cuối cùng đã phải giảng giải cho để chúng tấn tới dùng xe trâu lớn. Do vậy bậc thánh vương từng đánh bại 10 quân đã cởi hạt châu sáng trong búi tóc. Đấng y vương từng lập ra bát đế đã trao cho liều thuốc hay ở trong tay. Lời văn hay ra ngoài sự lý, nghĩa sâu sắc vượt cả trăm tông. Tóm cả thất địa mà chỉ đẹp cửu phần, đứng đầu ngũ thừa mà riêng nỗi ngạn nhớ. Lớn lao thay, nêu một thực mà bao trùm cõi thái hư, dùng hai quyền để tóm thâu cả vạn tượng. Há có thể dùng các mỹ từ bao la cao diệu để hình dung tông chỉ cao xa sâu sắc của kinh này được. Để dẫn vào nhân duyên Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, đó là phần tổng luận. Một, phần tổng luận A, giải thích kinh phẩm. Đầu tiên, nêu tên kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là nêu tóm tắt ý nghĩa cao lớn tuyệt vời, nêu lên tên gọi chung của cả một bộ kinh. Tự phẩm đệ nhất, đó là để soi tỏ các tiêu đề to lớn về nghĩa loại, nói rõ các mục có ý nghĩa khác nhau. Pháp, bao hàm ý nghĩa phép tắc, đường lối để noi theo, vì bao gồm mọi điều tốt lành nên gọi là diệu. Hoa, chỉ chung cho các loại hoa, nhưng nêu liền là hoa sen lên, vì hoa này gồm đủ mọi vẻ đẹp của các loại hoa trong kinh này, thể và nghiệp đều được trình bày, pháp và dụ đều được nêu lên. Đường bán mãn khi đã hiểu rồi, lối thủ xả mới được nổi rõ. Kinh là thường là pháp là nhiếp là quán, thường là đường lối cho trăm vua, pháp là để đạo đức cho ngàn thủa. Nhiếp là tập hợp mọi đạo lý nhiệm bầu, quán để điều phục các chúng sinh dung tục, những mong cho tất cả đều lìa biến khổ, cuối cùng được lên bờ giác. Tự là do thủy, là thủy trình bày, nhân do giáo khởi, làm bước mở đầu để pháp được hưng sùng. Phẩm là loại là biệt, để khu biệt các loại khác nhau của tông chỉ huyền diệu, để phân tích các ý nghĩa khác biệt của giáo nghĩa sâu xa. Kinh có 28 phẩm loại nhằm nói rõ chân tông, phẩm này về thứ tự thì đứng đầu nên gọi là đệ nhất. Đệ là thứ chỉ ngôi vị, nhất là cao nhất, là đứng đầu. B, giải thích bằng 6 môn. Trước khi đi vào giải thích kinh văn, đầu tiên là dùng 6 môn mà phân tích. 1. Duyên khởi của kinh. 2. Tông chỉ của kinh. 3. Tên gọi của kinh phẩm. 4. Việc đặt bỏ kinh phẩm. 5. Thứ tự của kinh phẩm. 6. Bố cục và giải thích kinh văn. 1. Duyên khởi của kinh. Nhân duyên Phật thuyết kinh Pháp Hoa được trình bày tóm lược qua 5 nghĩa. 1 là để thủ đáp nhân thỉnh, 2 là để phá nghi chấp, 3 là để nêu rõ ký hành, 4 là để lợi ích cho bấy giờ và mai sau, 5 là để nêu bật thời cơ. 1. Thủ đáp nhân thỉnh. Trong thủ đáp nhân thỉnh có hai nghĩa: A. Thủ nhân, B. Thủ thỉnh. A. Thủ nhân. Thủ nhân có 6 nhân: 1. Thủ hành nhân, 2. Thủ nguyện nhân, 3. Thủ cầu nhân, 4. Thủ chỉ nhân, 5. Thủ tướng nhân, 6. Thủ thuyết nhân. Phật quả chẳng có thể tự dưng mà thành, mà phải do nghiệp hành mới được. Hành chẳng khởi lý lẽ, ắt vì nguyện lợi sinh. Hạnh nguyện khi tự khởi lên, nhưng không có duyên thì chẳng thể một mình mà gặp được. Dẫu gặp duyên để cầu trọng, nhưng không thể khinh suất mà thành quả được. Phải do tu chỉ học tập mới có thể đắc quả được. Đắc quả đã viên mãn rồi thì sẽ trình bày để đáp ứng yêu cầu của ngoại vật. Muốn nêu rõ tính chất thâm diệu của tông chỉ kinh văn thì trước hết thể hiện cá nhân đại tướng. Đại tướng đã tỏ lý phải phô trần, cho nên nêu rõ Phật vốn xuất thế là một việc lớn vậy. Do đó thủ nhân có đủ 6 nghĩa này.
một thủ hành nhân trong phẩm Phương Tiện đã bàn luận giải thích về tám pháp thầm thâm, nói rằng Phật đã từng thân cận trăm ngàn vạn ước vô số chư Phật, thực hành hết thảy vô lượng đạo pháp của chư Phật, dũng mãnh tinh tiến, danh tiếng vang khắp, thành tựu được pháp thầm thâm rất sâu chưa từng có, các pháp khó hiểu Như Lai biết được tùy nghi mà thuyết ý nghĩa khó hiểu, đó là pháp mà các hàng thanh văn bích chi Phật chẳng thể biết được. Tám pháp thầm thâm gồm: một là thụ trì đọc tụng thầm thâm, hai là tu hành, ba là quả hạnh, bốn là tăng trưởng công đức tâm, năm là khoái diệu sự tâm, sáu là vô thượng, bảy là nhập, tám là bất cộng thanh văn bích chi Phật sở tác chủ trì thầm thâm. Kinh chỉ có 6 pháp, không có pháp thứ 7, thứ 8, tới dưới sẽ biết. Đạo pháp chư Phật đã thực hành hết rồi, tu hành đầy đủ cá nhân của nhất thừa chủng trí mới được Phật quả. Cho nên nay thủ nhân mà thuyết diệu pháp này để khuyến tu nhân hành. 2. Thủ nguyện nhân, có nghĩa là trong phẩm Phương Tiện nói rằng, này Xá Lợi Phất, hãy nghe cho kỹ. Ta vốn đặt lời thệ nguyện, muốn khiến cho hết thảy chúng sinh đều được bằng ta không khác, như điều nguyện xưa kia, nay đã đầy đủ, hóa độ hết thảy chúng sinh, khiến họ ngộ nhập Phật đạo. Phẩm Thọ Lượng viết rằng, ta thường tự nghĩ như vậy, làm cách nào để khiến chúng sinh được nhập Phật đạo, mau chóng thành tựu Phật thân. Dù trong các nhân xưa kia hay ở quả ngày nay, ta đều luôn luôn phát nguyện khiến cho chúng sinh được giống như thân ta được nhập Phật đạo. Cho nên thủ đáp bản nguyện mà thuyết kinh này cũng là khiến chúng sinh cùng phát nguyện này để hạnh và nguyện phù hợp với nhau đạt tới mức xuất thế. 3. Thủ cầu nhân, có nghĩa là như phẩm Thiên Thủ nói, ta trong thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không hề lơ là mỏi mệt, ở trong nhiều kiếp thường làm quốc vương cầu đạo Bồ Đề chẳng hề thoái chuyển, đánh trống ra lệnh cho khắp bốn phương. Bây giờ có vị tiên đến bạch với quốc vương rằng, ta có kinh Đại Thừa gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nếu chẳng trái ý ta, ta sẽ tuyên thuyết cho. Quốc vương nghe tiên nói thế thì vui mừng phấn khởi, liền nghe theo tiên cung cấp mọi thứ cần dùng cho tiên, thậm chí lấy thân mình làm giường làm ghế, thân tâm chẳng mỏi, phụng sự tiên đó trải hàng ngàn năm, vì mục đích cầu pháp mà khiến tiên không thiếu thốn thứ gì. Quốc vương thời đó nay là thân ta đấy, vị tiên thời đó nay là đề bà Đạt Đa. Vì Phật quá khứ nguyện hạnh sở dĩ thành, ắt do duyên hội hằng trọng kinh này, ở nơi thiện hữu chuyên sự cầu kinh này, cho nên ta này tuyên thuyết khiến mọi người sinh tâm cầu trọng. 4. Thủ ứng chỉ nhân, có nghĩa là như trong tám pháp thậm thâm ở đằng trước, thứ nhất là Phật đã từng thân cận trăm ngàn vạn ước vô số chư Phật, gọi là thụ trì đọc tụng thậm thâm, đầu tiên y Bồ Tát cúng năm hằng sa Phật, thứ hai y Bồ Tát cúng 6 hằng sa Phật, thứ ba y Bồ Tát cúng 7 hằng sa Phật, thứ tư y Bồ Tát cúng 8 hằng sa Phật, gặp nhiều thiện hữu, thụ trì lâu dài. Thêm nữa, Thích Ca Như Lai thời quá khứ tự thân là Thượng Bất Khinh Bồ Tát, sau khi uy Sơn Vương Phật nhập diệt, ngài tu hành hạnh bất khinh, lúc lâm chung nghe trong hư không thuyết 20.000 vạn ước bài kệ của kinh Pháp Hoa, ngài đều thụ trì được cả, được 6 căn thanh tịnh, lại tăng thêm thọ mệnh 208 vạn ước na do tha tuổi, giảng rộng kinh này, sau lúc mệnh chung được gặp 2.000 ước Phật, đều gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ngài thường trì kinh này, nhờ nhân duyên ấy lại gặp 2.000 ước Phật, cũng gọi là Vân Tự Tại Đăng Vương. Ngài cùng ở trong pháp chư Phật này mà thụ trì kinh này, thường được 6 căn thanh tịnh. Vị Bồ Tát Thường Bất Khinh đó chính là thân ta đấy. Vì thời xưa thường trì kinh này, cho nên nay ta thuyết kinh này, khuyên thường thụ trì. 5. Thủ đáp tướng nhân. Sau khi thành Phật rồi, lúc sắp thuyết kinh này, trước tiên Phật thuyết kinh Vô Lượng Nghĩa cho Bồ Tát, sau đó nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội. Trời mưa bốn hoa, đất dung sáu loại, bốn chúng chiêm ngưỡng tám bộ hoan hỷ, ngài phóng hào quang thấu suốt xa rộng, thấy chúng, chúng thấy thế rồi sinh nghi. Di Lặc phát vấn Văn Thù bảo rằng, cứ như ta suy đoán thì nay Phật Thế Tôn định thuyết đại pháp, mưa đại pháp, thổi loa đại pháp, khua trống đại pháp, diễn nghĩa đại pháp. Ta thời quá khứ đã từng thấy điểm lành này, chư Phật phóng hào quang này rồi thì thuyết đại pháp, thậm chí thuyết rộng. Ngày nay Như Lai hẳn sẽ thuyết kinh Đại Thừa gọi là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chư Phật bát đời lúc sắp thuyết kinh này, ắt trước tiên có bấy nhiêu tướng lớn chẳng giống kinh khác. Vì các kinh khác không có tướng lớn ban đầu này, tướng đã phi thường nên cần phải nói rõ điều này. Tức là sắp thuyết kinh này thì trước tiên thị hiện tướng lớn,
Trước tiên thể hiện tướng lớn chính là đề thuyết kinh này. 6. Thủ đáp thuyết nhân. Như kinh phần dưới nói rằng, chư Phật Như Lai chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời, cho tới thuyết rộng ra, không có đệ tử thanh văn chỉ giáo hóa Bồ Tát, cứu cánh khiến họ được nhất thiết trùng trí. Cho nên chư Phật ba đời thành đạo, cứu cánh ác thuyết nhất thừa đều là phương tiện, thú cầu trong nhân. Tu học tùy mãn, chưa từng diễn thuyết, ngày nay cơ hội không thể bỏ uổng, nên theo nhân cũ mà thuyết diệu pháp này. Nghĩa loại như trên, kinh văn nêu rất nhiều, vì e rộng dài nên chỉ lược thuật qua. B. Thủ thỉnh. Thủ thỉnh có nghĩa là thủ đáp lời cầu thỉnh. Trong kinh nói, Bồ Tát mới sanh ra đã bước 7 bước, phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương, nhìn xem 4 phía làm tiếng sư tử gầm mà thuyết kệ rằng, ta sinh thai phần hết, đây là thân cuối cùng, ta đã được giải thoát, sẽ lại độ chúng sinh. Thế như vậy rồi thân dần khôn lớn, ra chơi 4 cửa thấy tướng già ốm chết và tướng sa môn, đã hỏi biết rồi liền muốn bỏ thân thuộc, cầu quả vô thượng, nửa đêm quan sát thấy các kỹ nhân hậu phi, thể nữ, dáng như xác thối, rất đáng chán ngán, liền sai xa nạc thắng ngựa kiền đệ. Chư thiên nâng chân nửa đêm qua khỏi thành, ra khỏi thành đi 14 do tuần tới trong rừng, nơi vị tiên bạt già bà ở, lấy dao gọt tóc, đem áo đẹp báu, đổi lấy áo da hiêu, sai xa nạc trở về, báo với vua cha, rồi ở chỗ lục sư ngoại đạo cạnh sông Ni Liên để hàng phục họ. Ngài đã phải 6 năm khổ hạnh, cần cù khổ sở hơn họ. Hàng ngày phải ăn vừng, ăn lúa mạch. Sau ngày chán vì họ chẳng tu đúng đạo, bèn ăn cháo sữa, nhận cỏ cát tường, tới cây bồ đề, ngồi tòa kim cương. Dùng lực trí tuệ, hàng phục quân ma, chứng đại bồ đề, mãi mãi vượt ra khỏi ba cõi. Bấy giờ chúa của tam thiên đại thiên giới, cùng chư thiên khác kéo đến chỗ Phật thỉnh truyền pháp luân, hóa Phật tán dương, khuyên hãy tạm dùng cách quyền nghi mà thuyết, thời cơ chưa chín, hãy thuyết phương tiện, chưa thuyết thực pháp. Nay đã hợp cơ nghi, nhóm các ngoại thu tử thỉnh Phật thuyết về cảnh giới cõi quyền thừa và thực thừa, nhóm các ngài văn thù thỉnh thuyết về hạnh an lạc của thừa, nhóm các ngài di lạc thỉnh thuyết về quả chân ứng thân. Nên kinh phần dưới nói rằng, lúc ta mới ngồi đạo tràng quan sát cây cối và kinh hành, trong 21 ngày thượng ngẫm sự này, thậm chí tẩm niệm về lực phương tiện mà chư Phật quá khứ đã vận hành, ta nay đắc đạo cũng nên thuyết tam thừa. Khi ta suy nghĩ như vậy thì 10 phương Phật đều thị hiện phạm âm mà úy dụ ta rằng, lành thay Thích Ca Văn, hãy theo như hết thầy chư Phật mà sử dụng lực phương tiện, do phương tiện ấy hãy thuyết tam thừa. Nay cơ nghi đã chín, nhóm các ngài thu tử thỉnh giảng rõ chân tông, nói rõ nhất thừa thực tướng đó, cho nên kinh phần dưới nói rằng, người đã tha thiết thỉnh cầu 3 lần, ta nay đâu thể chẳng thuyết. Trong phẩm An Lạc Hạnh, văn thù phát ra lời thỉnh, Thế Tôn thuyết rộng về 4 An Lạc Hạnh. Trong phẩm Thọ Lượng cũng lại như vậy, Di Lặc thỉnh cầu 3 lần, Phật dạy, các ngươi nên tin, nên hiểu lời thành thực của Như Lai, 3 lần khuyên tin mới thuyết về sự chân ứng thân, bởi vậy vì thủ thỉnh mà thuyết kinh Pháp Hoa này. 2. Phá nghi chấp. Trong phá nghi chấp có 2, A. Phá nghi, B. Phá chấp. A. Phá nghi có nghĩa là Phật từ khi thành đạo, chỉ ghi nhận Bồ Tát sẽ được làm Phật, chẳng nói thanh văn có được Phật quả. Hàng thanh văn nghi rằng mình mãi mãi chẳng thành Phật, nên Xá Lợi Phất rất tự cảm thương nỗi mình bị mất Như Lai vô lượng tri kiến, cho tới thuyết rộng ra mà nay tổng Phật được nghe pháp, vị tàng hữu chưa từng được nghe đã trừ điều nghi hối. Các vị tiểu Bồ Tát xưa được nghe về đại thừa cũng nghi rằng chỉ riêng Bồ Tát chứng đắc Bồ Đề, còn thanh văn không được dự phần, hoặc các vị tiểu Bồ Tát bất định tính, ngờ rằng trong quả Phật Bồ Đề mình cũng không có phần, do đó cả ba thừa đều có lưới nghi. Bởi vậy kinh này nói, dù là thanh văn hay là Bồ Tát đã được nghe pháp của ta thuyết giảng, thậm chí chỉ một bài kệ cũng đều được thành Phật, không phải nghi ngại. Lại nói, những người cầu đạo tam thừa, nếu có ai còn có điều nghi hối thì Phật sẽ đoạn trừ giúp, khiến không còn một chút nào. Cũng nói, Bồ Tát nghe pháp này, lưới nghi đều đã phá trừ, 1.200 La Hán cũng đều sẽ được làm Phật. Trong này vừa có phá nghi, vừa có phá hối. Xưa hối vì tu tiểu thừa, chẳng được làm Phật, nay được nghe, nên trừ được hối xưa, vì biết rằng tiểu thừa chính là cái nhân của đại thừa. Về nghi thì cả ba thừa đều có, riêng hối thì chỉ tiểu thừa mới có, lấy rộng, bao hẹp.
nên chỉ nói phá nghi, chẳng nói trừ hối. Từ trong quyển sau sẽ giải thích điều sai biệt nên thuyết diệu pháp này là để phá nghi. B. Phá chấp. Một, phân loại thanh văn. A. Có hai loại thanh văn. A1. Quyết định chủng tính. Được quả thanh văn định nhập vô dư niết bàn, thân diệt trí diệt. Cho nên các kinh nói rằng, người khác khi niết bàn thì thiện căn sẽ hết, nhưng thiện căn của Bồ Tát thì không thế. A2. Bất định tính. Loại đã thoái rồi lại phát đại Bồ Đề tâm. Lúc đầu là định tính, sau là bất định tính. B. Có bốn loại thanh văn. Song Du Già và Pháp Hoa Luận nói rằng thanh văn có bốn loại. B1. Quyết định chủng tính còn gọi là thú tịch. B2. Tăng thượng mạng, đó là loại phàm phu được đệ tứ thiền gọi là A-la-hán. B3. Bất định tính, loại đã thoái rồi lại phát đại Bồ Đề tâm còn gọi là bất định chủng tính. Hơn nữa, trong số những người được thụ ký trong hội Pháp Hoa, thanh văn được gọi là loại thoái Bồ Đề tâm. Nhóm các ông Xá Lợi Phất đều là loại này. Cho nên kinh Phẩm Tựa viết rằng, bảo cho Xá Lợi Phất biết, ta xưa dạy các ngươi trí nguyện Phật đạo, các ngươi nay đều quên mà tự cho mình đã được diệt độ. Kinh Yêu Bà Tắc nói, Xá Lợi Phất tu đạo Đại Thừa trải 60 kiếp, nhân vì chuyện thí nhẫn, đại hạnh khó thành nên thoái cầu tiểu quả. Thu Tử cũng nói, đời đời đã từng theo Phật thụ hóa. Phẩm Hóa Thành Dụ nói, các chúng sinh được 16 vị vương tử giáo hóa, đó là bước đầu kết duyên ở thời quá khứ, do đó mà gọi là thoái Bồ Đề tâm, chẳng phải hạng bất định tính đều là loại thoái truyền đó. Cũng có những người ngày xưa chưa cầu quả Đại Thừa, ngày nay chỉ từ quả Tiểu Thừa mà hướng tới Đại Thừa vì là bất định tính. B4. Loại ứng hóa. Ứng hóa chẳng phải là chân thực. Nhiếp Đại Thừa Luận nói rằng, các đại Bồ Tát cùng chư Phật hóa hiện làm thanh văn để dẫn thực thanh văn hướng theo Đại Thừa. Nhóm các ông Phú Lâu Na đều thuộc loại này. Hai, thụ ký. Pháp Hòa Luận viết, trong này chỉ có hai loại thanh văn được thụ ký, đó là loại thoái tâm và loại ứng hóa, còn loại thú tịch và loại tăng thượng mạng thì Phật chẳng thụ ký vì căn chưa chín. Bồ Tát được thụ ký, tuy vẫn nói chung rằng người tu hành đạo Bồ Tát sẽ được làm Phật, vì luận nói rằng, thụ ký cho là để phát tâm, loại thoái Bồ Đề tâm chính đương lúc căn đã chín muồi, thuyết cho họ về nhất thừa chính là phá sự chấp trước của họ. Ứng hóa chẳng phải là chân thực, không có điều chấp gì đáng phá, chỉ thị hiện ra tướng có thể như thế, loại tăng thượng mạng đã là loại dị sinh, căn chưa chín nên Phật chẳng thụ ký cho, Bồ Tát được thụ ký, tức là thường bất khinh, khi đã đầy đủ nhân tu, Phật thụ ký cho, khiến ông tin rằng mình có Phật tính. Hơn nữa, còn vì đã dần dần phát tâm tu đạo Đại Thừa, hạng thú tịch, đã không có Đại Thừa tính, làm sao mà xét tới căn tính của họ chín hay chưa, nên nói rằng thú tịch do không có Đại Thừa tính vì căn chẳng chín, nên Phật chẳng thụ ký cho. Bồ Tát được dự thụ ký vì có đầy đủ lý tính nhân, dần khiến họ tin tưởng vào Đại Thừa là pháp chẳng ngu, chứ chẳng phải là vì họ căn chưa chín kỹ, sau sẽ chín kỹ. Cho nên, chẳng phải là cho Bồ Tát dự thụ ký để khiến họ phát tâm hướng theo Đại Thừa, nói rằng họ sẽ thành Phật là vì Bồ Tát có nguyện tâm nên phương tiện hóa độ cho họ, khiến họ sinh tín ý. Như Kinh Bát Nhã nói, ta đều khiến nhập vô dư niết bàn, chẳng phải đều nhập hết, các Bồ Tát được thụ ký. Đối với hạng thú tịch cũng thế, nếu cho thú tịch giống với tăng thượng mạng, thì chẳng những chẳng được gọi là thú tịch mà còn chẳng hợp với giáo nghĩa, do thú tịch và tăng thượng mạng gộp làm một chỗ mà nói. Nên người chủ trì việc phiên dịch cũng nói là vì căn chưa chín nên phải khiến họ phát tâm. Đúng ra phải nên nói hạng thú tịch do căn chưa chín nên chẳng được thụ ký. Bồ Tát được thụ ký cốt để phát tâm tín giải Đại Thừa, hạng tăng thượng mạng vì căn chưa chín nên Phật chẳng thụ ký cho. Bồ Tát được thụ ký để cho họ phát tâm hướng cho Đại Thừa. Nếu hạng thú tịch sau cũng thành Phật thì trái với giáo văn mọi chỗ như trong kinh Niết Bàn vân vân đã dẫn. 3. Bồ Tát đốn ngộ, tiệm ngộ. Bồ Tát cũng có hai loại, một là đốn ngộ, hai là tiệm ngộ. Tiệm ngộ có hai nghĩa, một từ bậc được quả nhị thừa gọi là tiệm ngộ, do sinh số nhỏ hoặc hoàn toàn không. Nếu từ nhị phàm mà quy y theo Đại Thừa thì tức là đốn ngộ nhiếp, vì chưa từng ngộ chứng quả nhị thừa, sinh số còn nhiều cũng chẳng gọi là tiệm ngộ. Cho nên kinh Niết Bàn chỉ nói bậc thánh nhân 8 vạn kiếp vân vân,
chẳng nói kiếp số dị sinh hồi tâm. 2. Chỉ từ chỗ đã từng phát nhị thừa tâm, tu nhị thừa hạnh mà tới theo đại thừa thì gọi là tiệm ngộ, vì có đủ tính ấy và tu hạnh ấy. Phần từ ngộ dài cũng gọi là ngộ, hà tất phải chứng ngộ. Huống hồ lại còn có kẻ sinh số nhỏ, có nghĩa là đã định sinh, thì ngay lúc sinh này cũng hết thảy thuận quyết trạch phần. Lý nhất thừa được thuyết giảng trong kinh này, luận tùy nói là vì hai loại thanh văn, giảng rằng đó là loại thoái tâm và ứng hóa. Cả một hội pháp hoa chính chỉ thuyết cho hạng thoái bổ đẻ tâm, cũng cho luôn cả hạng ứng hóa, vì nhóm mãn tử tử cũng ở trong hội này. Nếu theo nhiếp luận thì gộp dùng 10 nghĩa để thuyết về nhất thừa, nghĩa vì cả ba lý cũng không sai. A. Vì hạng quyết định chủng tính, chẳng ngu về pháp. B. Vì hạng bất định chủng tính, hồi tâm cầu đại thừa. C. Vì để hạng ứng hóa, giúp cho việc hóa ký. Dẫu cũng có thể thuyết cho cả hai loại Bồ Tát, song chính tôn, tông chỉ chủ yếu chỉ nhằm thuyết cho hạng tiệm ngộ. Cho nên kinh phần dưới nói rằng, Bồ Tát nghe pháp này, lưới ngờ đều đã đoạn trừ. Nghĩa gồm cả đốn ngộ, về lý cũng không sai. Nhiếp luận trong phần thập nghĩa giải về nhất thừa viết rằng, để dẫn nhiếp một loại và nhậm trì các loại khác do bất định chủng tính, chư Phật thuyết nhất thừa. Một loại được dẫn nhiếp, tức là loại thanh văn thoái bồ đề tâm, còn các loại khác được nhậm trì, tức là loại Bồ Tát tiệm ngộ. Thanh văn thoái bồ đề tâm vì họ chấp trước tiểu quả, tự cho là cứu cánh. Xá Lợi Phất nói rằng, ta trừ hết mọi tà kiến, chứng đắc về pháp không, bấy giờ trong tâm, tự cho là đã tới mức diệt độ. Đại Ca Diếp cũng nói, Đức Phật khiến ta vượt ra khỏi ba cõi chứng được Niết Bàn. Trong tâm chẳng nảy một niệm ưa thích đối với pháp Bồ Tát, đó đều là do xưa kia chấp trước vào tiểu thừa. Tức như nhiếp luận nói rằng, ba loại luyện tam ma bạt đề, quán tâm, đoạn trừ chướng bốn xứ, duyên theo pháp nghĩa làm cảnh. Bốn xứ gồm 1. Nhị thừa tác ý, 2. Chư nghi ly nghi, 3. Đối với các pháp sở văn sở tư, nói rằng ta được như thế, người khác chẳng được thế. 4. Từ cái vụn vặt cho đến bồ đề đều chấp trước phân biệt. Nhị thừa tác ý, vì chấp quả nhị thừa coi đó là cực điểm để đoạn chấp này nên mới thuyết kinh này. Tiệm ngộ Bồ Tát chấp rằng mình không có phần đối với quả Phật bồ đề, muốn sanh ra thoái bại, quay về trụ ở nhị thừa. Để nhậm trì loại này, chẳng để loại này thoái bại, cho nên thuyết kinh này. Còn loại các tiểu Bồ Tát đốn ngộ thì chấp rằng chỉ có mình là tu hành theo đại thừa nên có thể được thành Phật, còn hạng đã trụ ở thanh văn thì chẳng được thành Phật. Này phá chấp này, nói rõ quả nhị thừa chẳng phải là cực quả, người trụ nhị thừa cũng được thành Phật, cho nên thuyết kinh này. Do đó, nhiếp luận xét về bốn xứ nói rằng một là nhị thừa tác ý, hai là loại nói rằng ta được như vậy, người khác chẳng hay được như thế, còn hai loại chư nghi, vân vân thì là các loại đã nói ở trên. 3. Nêu rõ ký hành. Trong nêu ký hành có hai, một là nêu ký, hai là nêu hành. A. Nêu ký, Phật từ khi thành đạo chưa thụ ký bồ đề cho thanh văn, nay để thụ ký cho họ nên thuyết kinh này. Nên kinh phần dưới nói, ta đặt ra phương tiện này khiến cho được nhập Phật tuệ. Ta chưa từng nói các ngươi sẽ được thành Phật đạo. Ta chưa từng thuyết vì chưa đúng thời cơ, nay đúng là lúc ấy nên quyết định thuyết về đại thừa. Thêm nữa, Ca Diếp nói, hơn nữa nay chúng tôi tuổi tác già nua, đối với pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Đức Phật giáo hóa cho Bồ Tát, trong tâm chẳng nảy sinh một niệm ưa thích nào. Chúng tôi nay ở trước Phật được nghe thủ ký A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cho hàng thanh văn, trong tâm đều hoan hỷ vì được pháp chưa từng có. Lại nói học thuyết Tu Đa La, Già Đà cùng các pháp bản sinh, bản sự, vị tàng hữu, còn thuyết về nhân duyên, thí dụ cùng kỳ dạ và kinh Yêu Bà Đề Xá chỉ thuyết cho hàng thanh văn chín bộ này, chẳng thuyết thủ ký Phương Quảng tự thuyết, nghĩa là từ trước đến nay chưa thủ ký cho họ nên nay thuyết kinh này. B. Nêu hành. Này thuyết về hành của hàng nhất thừa Bồ Tát. Nhất thừa chính là hành của Bồ Tát, nên phần sau của kinh nói rằng có Phật từ tâm thanh tịnh, nhu nhuyễn, lại cũng lợi căn ở chỗ vô lượng chư Phật mà hành đạo thâm diệu. Vì các Phật tử ấy mà thuyết kinh đại thừa này. Lại nói dù là thanh văn hay là Bồ Tát được nghe pháp của ta thuyết, thậm chí chỉ một bài kệ cũng đều thành Phật, không có điều gì phải nghi ngờ cả. Lại nói, này Xá Lợi Phất,
chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, vì tất cả mọi việc thường vì một sự, phải do tu hành phúc tuệ, quán chiếu lý hữu không, tìm hiểu giáo nghĩa, xét lý huyền diệu, chân giải khởi ngộ về nhất thừa. Thêm nữa, nhất thừa có nhân có quả, nhân tức là thất địa, tứ Bồ Tát hạnh, dưới là tùy chỗ ứng dụng, thảy đều phối đủ, quả tức là Phật vị Bồ Đề Niết Bàn, ở trong ba thân, đó đều nhiếp hết. Lại nữa, ba lượt thuyết về nhất thừa, phẩm phương tiện, vân vân, thuyết minh cảnh nhất thừa, phẩm an lạc hạnh, vân vân, thuyết minh về hành nhất thừa, phẩm thọ lượng, vân vân, thuyết minh về quả nhất thừa, thuyết minh về cảnh, là muốn họ khởi phát tâm từ hàng thanh văn, thuyết minh về hành là khiến họ tu Bồ Tát hạnh, nhân đó mới mong có được Phật quả công đức, cho nên để nêu bật Bồ Tát hạnh mới thuyết kinh pháp hoa này. 4. Lợi cho bấy giờ và mai sau. Trong phần này có hai nghĩa, một là lợi cho bấy giờ, hai là lợi cho mai sau. A. Lợi cho bấy giờ, vì tất cả kẻ phạm người thánh trong một pháp hoa, trong một hội pháp hoa, nghe kinh pháp hoa xong hẳn được lợi ích. Đây là hai loại, một là quả ký lợi, hai là hiện chứng lợi. Một, quả ký lợi, ở đây nói hai mục, một là ba lượt thuyết nghĩa nhất thừa và thụ ký, hai là tám chỗ thị hiện thụ ký. A. Ba lượt thuyết nghĩa nhất thừa thụ ký, tức là vì ba cơ mà Thế Tôn thuyết nghĩa nhất thừa ba lượt, hội nhị, phá nhị, để lợi ích cho hiện thời bấy giờ, từ phẩm phương tiện trở xuống tới phẩm thí dụ, đến chỗ thu tử đắc ký tám bộ hoan hỷ là vòng thứ nhất. Kinh nói rằng, chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời, thậm chí chỉ một Phật thừa mà chư Phật đã dùng lực phương tiện thuyết thành ba. Cho nên Xá Lợi Phất nghe thuyết đó rồi trong phẩm thí dụ, thâm sinh lĩnh giải. Phật thuyết xong rồi, thu tử liền được thụ ký. Trong phẩm thí dụ, Xá Lợi Phất thỉnh Phật, rồi Phật thuyết thí dụ, gộp với phẩm tín giải, phẩm dược thảo dụ, phẩm thụ ký, đó là vòng thứ hai. Phẩm thí dụ nói, Như Lai cũng lại như vậy, Ngài là cha của hết thảy chúng sinh. Thậm chí Xá Lợi Phất, nhờ nhân duyên đó mà biết lực phương tiện của chư Phật, chỉ một Phật thừa, mà phân biệt thuyết thành ba. Ngài Đại Ca Diếp nghe thuyết này rồi trong phẩm tín giải mới sinh lĩnh ngộ, phẩm dược thảo dụ, Phật thuật lại xong, trong phẩm thụ ký, Phật liền thụ ký cho bốn vị, gồm các ngài Đại Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Maha Ca Chiên Diên, Đại Mục Kiền Liên, còn phẩm hóa thành dụ, phẩm ngũ bách đệ tử thụ ký, phẩm thụ học vô học nhân ký là vòng thứ ba. Phẩm hóa thành dụ thuật đầu thuyết về chuyện Đại Thông Trí thắng Phật, để họ nhớ lại, lại nói các tỷ kheo, Như Lai tự biết giờ Niết Bàn đã đến, cho đến chỉ là lực phương tiện của chư Phật, ở một Phật thừa mà phân biệt thuyết thành ba. Nhóm các ông Phú Lâu Na nghe thuyết này rồi, ở trong phẩm ngũ bách đệ tử thâm sinh lĩnh giải. Phật thuật tích xưa thành tựu rồi, bèn thụ ký cho 500 đệ tử cùng các người thuộc bậc hữu học và vô học, đó tức là làm lợi cho chúng thanh văn thời bấy giờ vậy. B. Tám chỗ thị hiện thụ ký. Trong kinh có tám chỗ thị hiện thụ ký. Một là biệt ký, Xá Lợi Phất cùng bốn vị đại thanh văn là các vị mà đại chúng đều quen biết, nên thụ ký riêng cho từng vị danh hiệu khác nhau, gọi là biệt ký. Hai là đồng ký, nhóm các ông Phú Lâu Na 500 người và nhóm 1.200 người khác thụ ký cho mỗi nhóm có cùng một danh, nên gọi là đồng thời thụ ký. Ba là hậu ký, hạng hữu học và vô học vân vân, chẳng phải người mà đại chúng quen biết, xếp trong loại hạ căn, thủ ký cho thời sau có cùng chung một hiệu. Bốn là vô oán ký, để chứng tỏ là Như Lai không oán ghét nên thủ ký cho Đề Bà Đạt Đa. Năm là thông hành ký, hiển thị nữ nhân đại gia xuất gia tu hành Bồ Tát đều có thể chứng Phật quả nên thủ ký cho Tỳ Kheo Ni và Thiên Nữ. Thuyết năm loại ký trên ích lợi ngay cho thời bấy giờ đều là Như Lai ký. Sáu là cụ nhân ký, thường bất khinh Bồ Tát, lễ bái tán thán nói, ta chẳng khinh các ngươi đều sẽ thành Phật. Vì để chỉ bày chúng sinh đều có Phật tính, nên thụ ký cho một loại Bồ Tát này là thuyết về lợi ích thời quá khứ. Ba ký đầu và ký thứ năm là ký làm lợi cho người nghe kinh Pháp Hoa, hai ký còn lại chẳng phải là ký do nghe kinh này, song năm ký đầu đều gọi là lợi cho bấy giờ, lợi kim, tức là quả ký lợi. Nhưng các thanh văn sau khi nghe thụ ký sẽ thụ biến dị sinh, tướng trạng thể, nghĩa tới sau này sẽ biết. Hai, hiện chứng lợi, cũng có nhiều loại, như phẩm Đề Bà Đạt Đa, tùy lòng nữ từ Long Cung vọt ra thành đạo đó,
đều do Pháp Hoa, chẳng phải do lợi ích của hội Linh Sơn, nên lược qua chẳng thuyết. Chỉ có lúc Long Nữ thành đạo thuyết pháp, Bồ Tát Thanh Văn trời rồng tám bộ, loài người và loài phi nhân ở thế giới Xa Bà, từ xa đều thấy Long Nữ thành Phật thuyết pháp cho tất cả mọi người. Trời trong hội lúc đó tâm rất hoan hỷ, thầy đều kính lễ từ xa. Vô lượng chúng sinh nghe pháp ngộ giải được bất thoái chuyển, vô lượng chúng sinh được thụ đạo ký, thế giới vô cấu rung động 6 lần, 3.000 chúng sinh ở thế giới Xa Bà trụ bất thoái địa, 3.000 chúng sinh phát tâm bồ đề được thụ ký, hợp 4 vị trên 4 đại đệ tử đều được lợi ích. Phẩm phân biệt công đức có 11 vị được chứng, 1 vị phát tâm. Phẩm Như Lai thọ lượng Phật thuyết về lợi ích lâu dài có 680 vạn ức na do tha hằng hà sa số chúng sinh chứng đắc vô sinh pháp nhẫn, ngàn ức bồ tát ma ha tát chứng đắc môn văn trì đà la ni, lại thêm một thế giới vi trần số bồ tát ma ha tát chứng đắc nhạo thuyết biện tài, một thế giới vi trần số bồ tát ma ha tát chứng đắc ngàn vạn ức vô lượng đà la ni, tam thiên đại thiên thế giới vi trần số bồ tát ma ha tát chuyển được pháp luân bất thoái chuyển, 2.000 quốc độ vi trần số Bồ Tát Ma Ha Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh, tiểu thiên thế giới vi trần số Bồ Tát Ma Ha Tát 8 lần sinh sẽ chứng được, 4 tứ thiên hạ qua 4 lần sinh sẽ chứng được, 3 tứ thiên hạ qua 3 lần sinh sẽ chứng được, 2 tứ thiên hạ qua 2 lần sinh sẽ chứng được, 1 tứ thiên hạ vi trần Bồ Tát Ma Ha Tát 1 lần sinh sẽ chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại còn có 8 thế giới vi trần số chúng sinh đều phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Thuyết phẩm Dược Vương 84.000 Bồ Tát được giải thiết chúng sinh ngữ ngôn Đà La Ni. Thuyết phẩm Diệu Âm 84.000 người được hiện nhất thiết sắc thân Tam Muội. 42.000 thiên tử được vô sinh pháp nhẫn. Hoa Đức Bồ Tát được pháp hoa Tam Muội. Thuyết phẩm Quan Âm 84.000 chúng sinh đều phát vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Thuyết phẩm Đà La Ni 68.000 người được vô sinh pháp nhẫn. Thuyết phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bản Sự 84.000 người xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh. Thuyết phẩm Phổ Hiển Khuyến Pháp hằng hà sa số vô lượng vô biên Bồ Tát được 100 vạn triền Đà La Ni. Tam thiên đại thiên thế giới vi trần số Bồ Tát thực hành đạo Phổ Hiển 5 ký đầu thụ ký cho sẽ được làm Phật, 25 loại nhờ nghe kinh mà chứng đắc, này hiện chứng nhân vị, hơn nữa đó là lợi ích hiện thời, lợi kim, nên thuyết pháp hoa. B. Lợi cho mai sau. Sau khi thuyết tam hội, thuyết 3 vòng cho 3 cơ, nhờ kinh pháp hoa mà mọi người được công đức, đó đều là lợi cho mai sau, lợi hậu. Phẩm Tùy Hỷ Công Đức nói rằng, người thứ 50, một lần nghe kinh pháp hoa mà hay tùy hỷ thì công đức lớn hơn cả việc bố thí vàng bạc cùng 7 thứ báu cho 400 vạn ước na do tha tam thiên đại thiên thế giới chúng sinh. Hơn thế nữa, còn khiến được quả A-la-hán. Nếu người nào tới tăng phường được nghe kinh pháp hoa trong chốc lát, thì đời đời thường được cưỡi voi, ngựa, xe cộ, ngồi kiệu thất bào và ngự cung trời. Nếu lại chia chỗ để cho người khác nghe kinh thì đời đời được ngồi chỗ của Đế Thích Phạm Vương. Nếu lại khuyên người đi nghe kinh pháp hoa thì đời đời được cùng sinh với Đà La Ni Bồ Tát, không bao giờ bị câm ngọng, cho đến cả sau này đời đời sinh ra thấy Phật, nghe pháp, tin tưởng tiếp thụ giáo hóa của Phật. Phẩm Pháp Sư Công Đức nói rằng, nếu thiện nam thiện nữ thụ trì kinh pháp hoa này, hoặc đọc hay tụng, hoặc giảng giải thuyết minh hay sao chép kinh này, thì ngày đó sẽ được 800 công đức mắt, 1.200 công đức tai, 800 công đức mũi, 1.200 công đức lưỡi, 800 công đức thân, 1.200 công đức ý, dùng công đức ấy mà trang nghiêm 6 căn khiến đều thanh tịnh. Thậm chí phẩm Phổ Hiển nói, nếu người đời sau có ai thụ trì đọc tụng kinh điển này, thì người đó chẳng thể còn tham lam chấp trước các vật dụng sinh hoạt như áo quần, chăn đệm, đồ ăn thức uống, vân vân. Điều sở nguyện của người ấy sẽ chẳng uổng, ngay đời hiện tại sẽ được phúc báo. Vì vậy kinh Di Giáo nói rằng, những ai đáng độ đều đã độ hết, những người chưa độ đều đã gây nhân duyên đắc độ. Cho nên vì thuyết kinh này mà làm lợi ích lớn cho mai sau, đó gọi là lợi cho mai sau, lợi hậu. 5. Nêu bật thời cơ. Trong nghĩa hiển thời cơ, nêu rõ thời cơ có 2 phần: A. Hiển thời, B. Hiển cơ. A. Hiển thời, 1. Đốn giáo và tiệm giáo. Chư Phật đặt ra cách giáo hóa đại đẻ có 2 loại, 1 là đốn, 2 là tiệm. Đốn tức là giúp hạng đại cơ đốn ngộ từ địa vị phàm phu để cầu Phật quả,
như nhất thừa được thuyết trong kinh Thắng Man, vì tứ thừa là quyền, nhất thừa là thực. Tiệm tức là giúp hạng từ tiểu cơ tới đại cơ, như nhất thừa nói trong kinh này, vì nhất thừa là thực, nhị thừa là quyền. Kinh này phần nhiều giúp họ từ nhị thừa mà cầu Phật quả, phần nhiều là được nhiếp thụ bởi tiệm giáo đại thừa. Năm, hai, năm thời giáo, quan điểm xưa. Xưa có cách giải thích nói rằng, giáo có năm thời. Thời thứ nhất, lúc Phật mới thành đạo thuyết cho 500 lái buôn bọn ông đẻ vị. Ngài chỉ thuyết tam quy, ngũ giới, thập thiện, thế gian, nhân quả giáo, đó tức là kinh đẻ vị, ngũ giới, bản hạnh kinh, vân vân, vì bọn họ chưa có căn trí xuất thế. Thời thứ hai, Phật thành đạo rồi, ngoài 21 ngày, trong 12 năm, Ngài chỉ thuyết tam thừa hữu hành giáo, chưa thuyết về lý không, đó là các kinh tiểu thừa như kinh A Hàm, vân vân. Thời thứ ba, sau khi Phật thành đạo rồi, suốt trong 30 năm, từ 13 đến 30 năm, Ngài thuyết tam thừa đồng hành không giáo, đó là các kinh Duy Ma, Tư Ích, Đại Phẩm, vân vân. Thời thứ tư, Phật thành đạo rồi, trong 40 năm, từ 30 đến 40 năm, chỉ thuyết có nhất thừa, vẫn chưa diễn thuyết rõ ràng về Phật tính thường trụ thực tướng, vẫn còn thuyết về Phật quả vô thượng, coi đó là chân thực, đó là các kinh Vô Lượng Nghĩa, Pháp Hoa. Vì trên đây chưa thuyết minh nghĩa nhất thừa, vì trong này vẫn chưa diễn diễn thuyết rõ ràng về thường trụ Phật tính. Thời thứ năm, chỉ khi Ngài ở trong rừng Song Lâm thuyết rằng các chúng sinh đều có Phật tính thường trụ Phật bảo, đó chính là các kinh Niết Bàn, Đại Bi, vân vân. Nhận xét về cách chia năm thời giáo, thuyết trên mới xem qua thì thấy cũng được, nhưng theo lý mà xét thì lại không đúng như thế. Xét thời thứ nhất, kinh Đề Vị nói rằng 500 lái buôn lúc sắp thụ giới trước tiên sám hối về các tội ngũ kịch thập ác báng pháp vân vân của họ đã được tứ đại bản tịnh, ngũ ấm bản tịnh, lục trần bản tịnh, ngô ngã bản tịnh. Lúc đó bọn ông Đề Vị được bất khởi pháp nhẫn, 300 lái buôn được nhu thuận nhẫn, 200 lái buôn được quả Tu Đà Hoàng tứ thiên vương vân vân được nhu thuận nhẫn, 300 long vương được tín nhẫn. Ngoài ra chư thiên đều phát vô thượng đạo ý. Mười ức thiên nhân đều thực hành đạo thập thiện của Bồ Tát, trưởng giả Đề Vị, diệt được mọi nỗi khổ ở ba cõi, chứng được bất khởi pháp nhẫn. Đó chính là sơ địa tới đệ bát địa. Lại nữa, Kinh Phổ Diệu nói, sang tuần 7 ngày thứ hai, 500 lái buôn bọn ông Đề Vị dâng Phật kẹo mạch nha. Phật đã thụ ký cho, Ngài nói ngươi đến đời sau sẽ được làm Phật tên là Tề Thành. Như vậy thì sao lại nói rằng thời thứ nhất chỉ là thế gian giáo được? Chỉ vì ngày ấy vẫn chưa thuyết minh về quán đế chung của tam thừa, nên chưa gọi là chuyển pháp luân. Tới thời 5 tỷ kheo mới gọi là chuyển pháp luân. Xét thời thứ hai, thứ đến thời thứ hai trong 12 năm chỉ thuyết hữu giáo về điều này, giác ái bè rằng thành đạo 5 năm thuyết đại bát nhã chính là thuyết minh thực tướng. Lại nữa, năm thứ 7 thuyết kinh bát chu tam muội cho 8 bồ tát, đó chính là thuyết minh về lý chúng sinh ngũ ấm vốn là không. Lại nữa, năm thứ 9 thuyết kinh ương quật ma la tam muội, trong năm thứ 10 thuyết kinh như lai tạng, đều thuyết minh về lý thâm diệu của niết bàn Phật tính. Ngoài ra kinh Đề Vị Phổ Diệu đều thuyết minh về Bồ Tát hạnh. Hơn nữa, việc thụ ký cho hạng lái buôn thành Phật chứng tỏ khi mới thành Phật Ngài đã thuyết về đại thừa rồi, và lại sau khi thành đạo rồi, sang tuần 7 ngày thứ hai Ngài thuyết kinh thập địa. Lại nữa, kinh Đại Bát Nhã nói, Phật tại Lộc Giã chuyển tứ đế luân, vô lượng chúng sinh phát duyên giác tâm, vô lượng chúng sinh phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, thực hành sáu ba la mật, vô lượng Bồ Tát chứng được vô sinh pháp nhẫn, trụ ở sơ địa, nhị địa, tam địa cho tới thập địa, vô lượng nhất sinh bổ xứ Bồ Tát nhất thời thành Phật. Thế thì sao lại bảo là thời thứ hai chỉ thuyết tam thừa hữu giáo được? Thế mới biết rằng, như một trận mưa tưới khắp, nhưng do bẩm chất mà sự lĩnh giải khác nhau, chẳng thể nói là phải thuyết giáo ắt có trước sau. Nay theo cổ nghĩa tạm phá hai thời, còn ba thời kia đều như người xưa đã đả phá rồi. Thuyết năm thời mới xem cũng được, nhưng theo lý lại không đúng như thế, sợ văn rườm rà nên chỉ nói sơ qua, giờ nên dừng lại. Ba, một thời, ba thời giáo. Quan điểm này, đi theo kinh mới ngày nay, đốn giáo đại thừa chỉ có một thời, là chỉ nói cho một hạng đại cơ, chẳng khởi từ hạng triển cơ, giáo và bị duy nhất. Cho nên vì căn cơ có tiệm thứ, đại giáo mới có ba thời. Trong kinh giải thâm mật, Phật đã vì thắng nghĩa sinh Bồ Tát,
Y theo ba tích mà thuyết tam vô tính đều là biến kế sở chấp tính vậy, thắng nghĩa sinh Bồ Tát lĩnh giải rất sâu. Thuyết rộng ra như các thí dụ về thuốc tỳ thấp phược, lựa các màu sặc sỡ, sách đất thục tô hư không ở thế gian, Thế Tôn khen ngợi là đã khéo lý giải những điều Phật thuyết. Thắng nghĩa sinh bạch Phật rằng, Phật xưa ở trong thí lộc lâm, nơi đọa của người tiên Ba La Ni Tư, chỉ vì phá thú dẫn dài, dù cho hạng thanh văn thừa, cho nên đã dùng tứ đế tướng chuyển chính pháp luân. Tuy là rất kỳ đặc, rất hy hữu, hết thảy thế gian không ai chuyển được, nhưng ở pháp luân được chuyển thời đó có thượng có dung, đó là chưa liễu nghĩa, là nơi an túc của các mối tranh luận. Thế Tôn trong thời thứ hai xưa, chỉ vì phát thú khai dẫn cho hạng tu đại thừa, đã y theo lý hết thảy mọi pháp đều không có tự tính, không sinh không diệt, bản lai tịch tĩnh, tự tính niết bàn, mà dùng ẩn mật tướng chuyển chính pháp luân, dẫu rất kỳ đặc hơn, rất hy hữu hơn, nhưng do pháp luân được chuyển ở thời đó cũng là có lại được dung thủ mà chưa liễu nghĩa, vẫn là xứ sở an túc của các tranh luận. Thế Tôn trong thời thứ ba ngày nay để phát thú dẫn giải cho khắp hết thảy mọi thừa, đã y theo lý hết thảy mọi pháp đều không có tự tính, không sinh không diệt, bản lai tịch tĩnh, tự tính niết bàn, không có tự tính, tự tính, dùng hiền liễu tướng chuyển chính pháp luân, kỳ lạ hết mức, hy hữu tột độ. Pháp luân do Thế Tôn truyền ngày nay là vô thượng, không dung thủ thứ gì, cũng chẳng phải là xứ sở an túc của các tranh luận. Theo kinh văn này thì kinh A Hàm vân vân là thời thứ nhất, tổng mật bao hàm ngầm thuyết hữu, nhưng chẳng thuyết minh rõ về hữu đó có tính chất gì. Kinh Đại Bát Nhã vân vân là thời thứ hai, tổng mật bao hàm ngầm thuyết không, cũng chẳng thuyết minh rõ về không ấy có tính chất gì. Kinh Hoa Nghiêm vân vân là thời thứ ba, hiển liễu rõ bảy thuyết hữu, hữu y tha viên thành, cũng hiển liễu thuyết không, không sở chấp tính. Cho nên kinh Thiện Giới vân vân nói rằng, hữu vi vô vi gọi tên là hữu, ngã và ngã sở gọi tên là không. Kinh Kim Quang Minh vân vân cũng nói, bà pháp luân là chuyển chiếu trì, chuyển tứ đế pháp, lấy không chiếu hữu, phi không phi hữu đáng để nhậm trì. Kinh Niết Bàn cũng nói, xưa có thầy thuốc bảo người ta uống sữa, do thuần uống sữa, người trong nước nhiều kẻ bị chết. Sau có thầy thuốc nói sữa là độc, bảo họ thầy đều đừng uống, người trong nước đều khỏi. Sau vua bị ốm hỏi nên dùng thuốc gì, thầy thuốc thay đơn lại cho sữa hòa với thuốc. Vua tức giận hỏi, hẳn trước nhà ngươi đã nói sữa là thuốc độc, cớ sao ngày nay lại sai hòa với thuốc mà uống? Thầy thuốc trả lời nhà vua rằng, trước kia vì uống thuần sữa, người trong nước nhiều kẻ bị chết, đó là do thường xuyên uống nhiều sữa nên nói là độc, sợ người ta không chừa nên ra lệnh chung bắt chừa. Theo thực lý, có bệnh nên uống, có bệnh chẳng nên, bệnh này nên hòa với thuốc mà uống, vì lẽ đúng phải như vậy, Phật dạy, Pháp ta cũng giống như vậy. Kinh Pháp Hòa cũng nói, chúng ta mọi việc tự cho là đủ, chỉ xong việc này là không còn việc gì khác. Về giáo pháp thời đầu, chúng ta nếu nghe về việc tịnh Phật quốc độ, giáo hóa chúng sinh thì đều không vui mừng ưa thích. Giáo pháp thời thứ hai, Phật cũng thị hiện sự hy hữu như vậy. Biết kẻ yêu thích tiểu thừa, Ngài đã dùng lực phương tiện điều phục tâm họ rồi mới dạy cho đại trí. Chúng ta ngày nay được pháp chưa từng có, chẳng phải là pháp chúng ta mong ngóng từ trước may mà nay tự được. Giáo pháp thời thứ ba thì giống tam thời giáo ở các kinh Kim Quang Minh, Giải Thâm Mật, vân vân. Nếu theo cơ nghi thiên niên tiệm thứ, theo thứ tự dần dần giáo chỉ ba thời, chẳng hợp nhất năm bậc thì chẳng được. Có thể đem một mưa tưới khắp ba cỏ khác nhau, giáo chỉ có một, kẻ có căn cơ đốn ngộ thì một quả trứng ngay. Tức theo lý này thì không có giáo pháp ba thời. Nếu cơ thành tiệm thứ, căn cơ được thành tựu theo trình tự dần dần, đại sinh từ tiểu thì giáo pháp nhất định phải có ba, vì phải ứng cơ mà thuyết giáo, đem lý mà hội với giáo thì gọi là một mưa. Dùng giáo để đến với cơ thì thuyết tam thừa pháp, hoặc ba hoặc một, lý chẳng trái nhau. Kinh này ba vòng thuyết nhất thừa xứ, phần nhiều để giúp cho hàng thanh văn. Trước tiên thuyết Bát Nhã đã dạy họ về lý không, phá các bệnh hữu của họ. Họ chẳng ngu về pháp, đã tín giải rồi. Nay thuyết thời thứ ba khiến họ quay về đường đúng. Kinh này cũng giáo hóa cho hạng đốn ngộ, nhân đó mà được phát tâm. Trong phần lưu thông chứng được vô sinh, như trên đã nói, cũng thông đốn giáo.
Do vậy biết rằng cùng một trận mưa mà sự tưới nhuần lợi ích có khác nhau, đó là để cùng nổi bật giáo pháp chân thực của thời thứ ba nên thuyết kinh này. B. Hiển cơ. 1. Chỉ có một cơ. Cứ theo kinh Niết Bàn thì chỉ có một cơ, cho nên kinh này nói, lúc sư tử gầm là quyết định thuyết hết thảy chúng sinh đều có Phật tính. Lại nói, chúng sinh cũng thế, thảy đều có tâm, phàm đã có tâm, thì thảy đều sẽ chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đà. Kinh này cũng nói, trong 10 phương quốc độ, chỉ có Pháp Nhất Thừa, không có Nhị Thừa, cũng không có Tam Thừa, trừ Phật phương tiện thuyết chỉ giáo hóa Bồ Tát. Không có đệ tử thành văn, cho đến giảng rộng ra rằng dù là thanh văn hay là Bồ Tát nghe ta thuyết pháp đều được thành Phật. Căn cứ vào đó thì chỉ có một tính đại thừa. Kinh này đã thuyết nhất thừa giúp cho họ nhận biết căn tính đại thừa của họ. Hai tính lý và hành. Tính đại thừa có hai nghĩa. A. Lý tính, đó là Như Lai Tạng đã nói trong kinh Thắng Man. B. Hành tính, đó là Như Lai Tạng đã nói trong kinh Lăng Già. Tính trước ai cũng có, tính sau người có người không. Nói về hữu tạng thì không nói đều thành Phật. Theo như trong Thiện Giới Kinh, địa chỉ luận thì chỉ có hai, một là hữu chủng tính, hai là vô chủng tính. Kinh luận đó nói rằng, tính chủng tính là từ vô thủy đã thế, sáu xứ thủ thắng vẫn xoay nối nhau. Thế thì theo hành tính đó là hữu chủng tính, vì người vô chủng tính không có chủng tính. Nên dù có phát tâm siêng năng tu hành tinh tiến, rốt cuộc cũng chẳng chứng được vô thượng Bồ Đề. Chỉ nhờ thiện căn của loài người, loài trời mà thành tựu được vô thượng Bồ Đề, đó tức là vô tính. Ở đây giúp cho hữu tính chẳng phải là giúp cho vô tính. Ở đây căn cứ vào hành tính mà thuyết hữu vô. Ở dưới phần nhiều là y theo hành tính mà thuyết, vì lý tính ai cũng có. Y theo hữu chứ chẳng theo vô, vì hơn kém khác nhau. Cho nên nhất luận của Ngài Thiên Thân cũng nói, vì thượng thừa, hạ thừa có sự khác biệt nên Bồ Tát Thanh Văn mỗi loại chia ra ba tạng. Thêm nữa, chỗ nào cũng nói trong người lực của Như Lai có các loại trí lực thượng căn, hạ căn, đó tức là thượng thừa, Bồ Tát tạng nhiếp, để giúp thượng căn y theo hữu chẳng theo vô, y theo dị, chẳng y theo đồng, từ thông đến biệt. Kinh này còn nói, vì hạng cầu thanh văn mà thuyết pháp ứng với lý tứ đế, vì hạng cầu duyên giác mà thuyết pháp ứng với lý 12 nhân duyên, vì hạng cầu Bồ Tát mà thuyết pháp ứng với 6 ba la mật. Kinh này thuyết về nhất thừa, tức là vì hạng cầu Bồ Tát mà thuyết pháp ứng với 6 ba la mật. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, văn phần dưới kinh này nói rằng, có 84.000 người ra lìa trần cấu khi nghe Phật nói phẩm kinh này. Điều đó cũng có thể nói là giúp cho thanh văn, vì làm lợi ích cho các loại ở chung quanh mình, hữu vô đều nêu, đại tiểu các loại đều có, y theo đồng chẳng y theo dị, lấy hy biệt nhiếp thông. Kinh Niết Bàn nói, ví như người bệnh có ba loại, một là loại dù gặp lương y hay không gặp lương y cũng nhất định có thể khỏi, đó là Bồ Tát vậy. Hai là nếu gặp thì khỏi, chẳng gặp chẳng khỏi, đó là nhị thừa. Ba là dù gặp hay không nhất định chẳng khỏi, đó là nhất diệt đà. Kinh này cũng nói, Luân Vương Đế Thích Phạm Vương là loại cỏ thuốc nhỏ, Thanh Văn Duyên Giác là loại cỏ thuốc vừa, Bồ Tát lớn nhỏ gọi là cỏ thuốc lớn. Tùy theo thứ bậc trái ngược cũng đều niết bàn. Này ở đây chỉ giúp cho người có tính Bồ Tát, vì họ trước tuy là Thanh Văn nhưng sau làm Bồ Tát. Lại cũng có thể là giúp cho hạng thanh văn đó, như trên đã nói y vào hữu chẳng y vào vô, thông biệt khác loại. Thêm nữa, trong kinh Đại Bát Nhã, Thiện Dũng Mãnh Bồ Tát nói, chỉ xin Thế Tôn thương xót chúng con tuyên thuyết tường tận cho chúng con về cảnh trí Như Lai. Loại hữu tình, nếu ở trong hạng thanh văn thừa, tính quyết định, nghe pháp này rồi có thể mau chóng chứng được tự vô lậu địa. Nếu ở trong hạng độc giác thừa, tính quyết định, nghe pháp này rồi mau chóng y theo thừa của mình mà được xuất ly. Nếu ở trong hạng vô thượng thừa tính quyết định, thì nghe pháp này rồi sẽ mau chóng chứng được vô thượng chính đẳng Bồ Đề. Lại hữu tình, nếu là hạng chưa nhập chính tính ly sinh và ở trong hạng tam thừa tính bất định, nghe pháp này rồi sẽ phát vô thượng chính đẳng giác tâm. Các luận tuy nói thánh cũng hồi tâm, này nói chẳng thụ biến dịch sinh tử vì hồi tâm vậy, nên nói chưa nhập chính tính ly sinh. Kinh này giúp cho các hạng đại thừa định tính, còn thanh văn định tính và bất định tính như trên đã dẫn, song không có lời văn nói giúp cho hạng có căn cơ độc giác, hữu vô đều nêu, để thông theo biệt. Lại nữa, kinh Thắng Man nói,
Ví như đại địa mang bốn gánh nặng, một là biển cả, hai là núi non, ba là cỏ cây, bốn là chúng sinh. Như vậy Thiện Nam Tử nhiếp thủ chính pháp có thể không nổi bốn nhiệm vụ nặng nề, có nghĩa là đối với các chúng sinh phi pháp, không nghe pháp, xa lìa bậc thiện tri thức, thì dùng thiện căn của người của trời mà thành tựu cho họ. Ai cầu thanh văn thì chuyển thụ cho họ thanh văn thừa, ai cầu duyên giác thì chuyển thụ cho họ duyên giác thừa, ai cầu đại thừa thì chuyển thụ cho họ đại thừa. Ở đây giúp cho đại thừa có thể giúp tới hàng thanh văn, chứ chẳng giúp hai tính còn lại, y vào hữu chẳng y vào vô, thông biển các loại hiện đương phi hữu. Kinh Lăng Già nói, Phật bảo đại tuệ có năm loại chủng tính chướng pháp. Một là thanh văn thừa tính, hai là bích chư Phật thừa tính, ba là Như Lai thừa tính, bốn là bất định thừa tính, năm là vô tính, tức là nhất diệt đề. Đây có hai loại. Một là loại thiêu đốt hết thảy thiện căn, tức là báng Bồ Tát tạng. Hai là loại thương xót hết thảy chúng sinh, có nguyện vọng muốn hết thảy chúng sinh giới đều được thành Phật. Đó là Bồ Tát với lời nguyện, nếu chúng sinh chẳng nhập Niết Bàn thì ta cũng chẳng nhập. Đại Tuệ bạch rằng, hai loại này, loại nào thường chẳng nhập Niết Bàn? Phật dạy, Bồ Tát là loại thường chẳng nhập Niết Bàn, chứ không phải là loại thiêu đốt hết thảy thiện căn, vì biết các pháp bản lai Niết Bàn, chẳng bỏ hết thảy mọi chúng sanh. Kinh này độ cho các hạng thanh văn cũng như lai thừa tính, các hạng bất định tính cùng loại Bồ Tát Đại Bi trong hạng nhất diệt đề, chứ chẳng giúp hạng độc giác tính và hạng đoạn thiện. Hữu vô đều thuyết thông biệt các loại, có năm chủng tính, bốn loại đầu giống như Kinh Lăng Già, loại thứ năm có hai hạng, một là thời biên, hai là tất cánh. Thời biên tức là tạm thời, tất cánh có nghĩa là vô nhân. Kinh này độ cho bốn loại đầu, trong đó trừ loại độc giác và tính thứ năm, y vào hữu rồi đề cập tới vô, đương thành, bất thành, thông biệt các loại. Du giả lại nói, có năm chủng tính, bốn loại đầu giống như trên, loại thứ năm chỉ có một hạng gọi là vô chủng tính. Kinh này độ cho họ giống kinh Trang Nghiêm. Nếu còn nhất thừa là tông chỉ thì chỉ độ cho hạng có Bồ Tát tính, chẳng độ cho hạng chỉ có thanh văn tính. Một mưa tưới nhuần, ba cỏ mỗi thứ mỗi khác, có thể độ cho thanh văn. Kinh Du Giả cũng nói, đạo vô gián hay sa trần, đạo giải thoát lìa được cấu. Chứng thắng trí này gọi là pháp nhãn tịnh, tức là kiến đế dự lưu quả, vân vân. Cho nên biết rằng chẳng phải là chỗ thuyết về nhất thừa cũng độ thanh văn, kinh hội đã có. Cho nên đặt thông giáo này vì giúp cơ nghi mà thuyết kinh này vậy. Hai tông chỉ của kinh có nhiều cách phân chia kinh luận ra làm nhiều tông. Một, chia thành bốn tông. Các vị tiên đức ở phương này phân tích chung các kinh luận nên thành bốn tông. Một, lập tính tông. Đó là các kinh tạp tâm vân vân lập ra ngũ tụ pháp vì có thể tính. Hai, phá tính tông. Đó là thành thực luận vân vân phá các pháp có thể vì các pháp chỉ có tướng. Ba, phá tướng tông. Đó là kinh bát nhã vân vân phá luôn pháp tướng trạng vì tướng trạng cũng thành không. Bốn, hiện thực tông. Đó là các kinh niết bàn hoa nghiêm pháp hoa vân vân vì nêu rõ đạo nghĩa ở trong chân thực. Kinh này tức là tông thứ tư vậy. Hai, chia thành bốn bộ tông. Và lại kinh luận xưa tông chỉ rất nhiều, ở đây nêu bốn bộ nghĩa. Một, tứ a hàm cũ và tăng kỷ đại luật là đại chúng bộ nghĩa. Hai, tam di đế luận là thượng tọa bộ nghĩa. Ba, xá lợi phất a tỳ đàm phạm võng lục thập nhị kiến kinh là chính lượng bộ nghĩa. Bốn, tứ phần luật là pháp tạng bộ nghĩa. Các kinh luận đó lại là tông gì? Ba, chia thành 22 tông. Xong văn thủ vấn kinh và tông luân luận nói rằng tiểu thừa có 20 bộ, đó là đại chúng bộ, nhật thuyết bộ, thuyết xuất thế bộ, kệ kê dận bộ, đa văn bộ, thuyết giả bộ, tây đa sơn bộ, tây sơn trụ bộ, bắc sơn trụ bộ, thuyết nhất thiết hữu bộ, tuyết truyền bộ, độc tử bộ, pháp thượng bộ, hiền trụ bộ, chính lượng bộ, mật lâm sơn bộ, hóa địa bộ, pháp tạng bộ, ẩm quang bộ, kinh lượng bộ. Gộp với hai tông của đại thừa tổng cộng là 22 tông. 4. Chia giáo thành 3 tông. Này theo văn mà phân tích về giáo thì giáo chỉ có 3. Nếu theo loại mà xếp thành tông, tông lại có 8. Về giáo có 3 tông. 1. Đa thuyết hữu tông. Đó là nghĩa tiểu thừa nhưng các kinh A Hàm vân vân. Tuy phần nhiều thuyết về hữu nhưng chẳng trái với lý không. 2. Đa thuyết không tông, đó là trung luận, bách luận, thập nhị môn luận, bát nhã kinh, vân vân. Tuy phần nhiều thuyết về không nhưng cũng chẳng trái với hữu.
3. Phi không hữu tông, đó là các kinh Hoa Nghiêm giải thâm mật pháp hoa vân vân. Vì nói rằng hữu vi vô vi thì gọi là hữu, ngã và ngã sở thì gọi là không. 5. Chia thành 8 tông, về tông có đến 8. 1. Ngã pháp câu hữu, ngã pháp đều có, đó là độc tử bộ vân vân. 2. Hữu pháp vô ngã, có pháp không ngã như tát bà đa vân vân. 3. Pháp vô khứ lai, pháp không đi không đến như đại chúng bộ vân vân. 4. Hiện thông giả thực như thuyết giả bộ vân vân. 5. Tục vọng chân thực như thuyết xuất thế bộ vân vân. 6. Chư pháp đản danh, các pháp chỉ có danh như thuyết nhất thiết hữu bộ vân vân. 7. Thắng nghĩa dài không, thắng nghĩa đều không như kinh Bát Nhã Trung Luận Bách Luận của ngài Long Thụ thuyết. 8. Ứng lý viên thực là kinh pháp hoa này vân vân, trung đạo giáo của ngài Vô Trước thuyết. Thành thực luận nghĩa kinh bộ sư tông tương đương với tông thứ tư là hiện thông giả thực, tùy nghĩa sai biệt cộng là 22 loại, song theo lý thì hoàn toàn sai biệt, không quá 8 loại này. 6. Chỉ có một tông, song kinh Hoa Nghiêm nói Như Lai dùng một ngôn ngữ để diễn thuyết biển khế kinh vô bờ. Kinh Vô Cấu Sừng nói Phật dùng một âm diễn thuyết pháp, chúng sinh tùy loài đều được lĩnh giải. Kinh Vô Lượng Nghĩa nói từ khi ta thành đạo tới nay hơn 40 năm, thường thuyết pháp chẳng sinh chẳng diệt, chẳng đi chẳng đến, không có cái này, không có cái kia, không được không mất, hết thảy không tướng, chỉ do chúng sinh ngộ giải khác nhau nên được các quả khác nhau. Kinh Pháp Hòa cũng nói một trận mưa tưới khắp, ba cỏ hai cây sinh trưởng khác nhau. Kinh Yêu Bà Tác Giới nói ba con thú sang sông phân biệt được nông sâu. Nhiếp Luận cũng nói như chống trời mạt ni, không nghĩ mà thành công việc của mình. Cho nên biết rằng các giáo pháp vốn không có sự sai biệt, do căn cơ khác nhau nên phân chia ra các giáo đại tiểu đốn tiệm. Kinh này còn đảm đương đại tiệm giáo, đó là y theo việc hóa dụ thành văn để họ quy y theo đại thừa nên gọi là tiệm. Trong phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bản sự, 84.000 người xa lìa trần cấu được pháp nhãn tịnh, tức là sơ quả. Trong phẩm Như Lai Thọ Lượng, 8 thế giới vi trần, số chúng sinh phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Trong phẩm Phổ Môn, 84.000 chúng sinh đều phát vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm, có thể thành đốn giáo. Cho nên biết rằng đốn tiệm không khác giáo môn tùy cơ mà phân chia ra hai giáo bán mãn, thuộc mãn tổng chỗ nhiếp, sinh pháp hay không thuộc thông nhị giáo nhiếp, hữu tác vô tác, có thể quán triệt cả hai môn, thế tục thắng nghĩa, tùy ứng chia hai. Tuy biết thông chỉ tông nghĩa như vậy, tùy theo sự thuyết minh khác nhau, nhất thừa chính là tông vậy. Cho nên kinh văn phần dưới nói, nay trong kinh này chỉ thuyết nhất thừa, và xưa kia trước mặt Bồ Tát chê trách thanh văn là thích tiểu pháp, song Phật thực ra là dùng đại thừa mà giáo hóa. Cho nên ở đây nhất định là lấy nhất thừa làm tông, nghĩa nhất thừa tới trong phần vì một đại sự nhân duyên ở phẩm phương tiện sẽ phân biệt rộng. 3. Giải thích tên gọi của kinh phẩm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này tiếng Phạn gọi là Tát Đạt Ma Bôn Đồ Lợi Ca Tố Đát Lãm. Tát có nghĩa là chính diệu, nên ngài Pháp Hộ gọi kinh này là chính pháp hoa, ngài La Thập thì gọi là Diệu Pháp Liên Hoa. Đạt Ma có nghĩa là pháp, Bôn Đồ Lợi Ca là hoa sen trắng. Vì Tây Vực gọi hoa sen trắng là Bôn Đồ Lợi Ca, nên trong kinh mới nói về bốn loại hoa sen xanh vàng đỏ trắng, gọi là hoa Uẩn Bát La, hoa Câu Mỗ Đà, hoa Bát Đạt Ma, hoa Bôn Đồ Lợi. Cứ theo thứ tự mà phối với nhau, liên đây là chỉ quả của cây sen, hoa là hoa Mỹ thì gọi là hoa Tố Đát Lãm, có nghĩa là kinh. Ngài Nghĩa Ứng gọi Diệu Pháp Bạch Liên Kinh. Bởi vậy kinh văn ở phần dưới nói phóng hảo quang trắng, thắng xe bằng châu trắng. Màu trắng là chỗ y cứ căn bản của các màu, vì nhất thừa chính là căn bản của các thừa. Bản tiếng Phạn không có chữ trắng riêng, cho nên gọi chung là liên hoa. Trong kinh này, ngài Thu Tử ba lần thỉnh kẻ ác rút lui, sau đó Phật mới thuyết tông chỉ sâu xa của nhất thừa, phần nhiều là dựa vào nhân quả của lý trí để đặt tên pháp hoa. Khai Phật tri kiến, hai lần tán thán nêu bật lý và trí hai thân pháp báo vì khiến chúng sinh ưa thích. Thị Phật tri kiến chỉ rõ hai loại vô thượng là pháp thân lý, cùng khiến chúng sinh hiểu được. Ngộ Phật tri kiến chỉ rõ báo thân trí, khuyên người ta tu hành chứng ngộ.
nhập Phật tri kiến. Chỉ rõ ba loại tán thán trên đây làm nổi bật Phật quả, hai thân pháp báo, hai thứ niết bàn. Do đã tu học Bồ Đề lý trí, được nhập tri kiến Phật là bắt đầu từ hai nhân này. A. Vì tu hành nhân nhất thừa thì đạt tới cực quả, đem xe trâu chia đều cho, đó là nhân nhất thừa. B. Được xe như vậy, đem cho các con, để chúng cả đêm cả ngày trải bao kiếp số tự tại rong chơi, đó là nhân thừa. Diệt hóa thành đi dẫn tới bảo sở là quả nhất thừa. Vì Đại Bát Niết Bàn gọi là bảo sở cũng không trái nhau với việc phân tích ra thành ba loại vô thượng, trung, biên. Giáo năng thuyên gọi tên là quyền phương tiện, trí tuệ sở thuyên gọi là chân thực thừa. Trong chân thực thừa muốn khiến cho nhị thừa tu hành cá nhân để đạt tới quả, nên thuyết nhân quả gọi là pháp hoa. Cho nên bản luận giải thích phẩm phương tiện nói từ đây trở xuống thuyết minh cái gọi là tướng nhân quả, do đó chính giữ nhất thừa hạnh quả gọi là pháp hoa. Nếu y theo luận giải trong 17 danh của kinh Vô Lượng Nghĩa thì danh thứ 16 là diệu pháp liên hoa. Liên hoa hoa sen có hai nghĩa: một, xuất thủy ra khỏi nước, vì lý sở thuyên là xuất ly khỏi nước bùn đục nhị thừa; hai, khai phô mở bầy, vì dùng thắng giáo ngôn để mở ra chân lý. Nghĩa trước là lý diệu, nghĩa sau là giáo diệu. Thêm nữa, trong các danh trên, danh thứ 14 cũng gọi là thừa, cho nên biết rằng pháp hoa cũng thông cả giáo lẫn lý. Muốn khiến Bồ Tát quán xét căn cơ mà thụ đạo, nên thuyết giáo lý chính danh Vô Lượng Nghĩa bên cạnh cũng gọi là pháp hoa. Phẩm phương tiện nói, trí tuệ chư Phật rất sâu vô lượng, trí tuệ môn của các ngài khó giải thích, khó chứng nhập. Luận phẩm tượng giải thích rằng có hai thứ rất sâu, một là chứng rất sâu, đó gọi là Phật trí tuệ sở chứng trí; hai là a hàm rất sâu, tức là thuyết minh giáo đó muốn quét nhị thừa khiến sinh kính tâm, khởi lên từ vô lượng nghĩa xứ định. Đầu tiên dùng giáo lý gọi tên là pháp hoa, thâu tóm các văn cứ thực mà thuyết, giáo lý hạnh quả đều là nhất thừa, đều gọi tên là diệu pháp liên hoa. Giáo lý của diệu pháp thứ tự như trên đã nói. Hạnh diệu pháp. Luận giải thích về nhập tri kiến nói, kiến chứng bất thoái chuyển địa vì thể hiện vô lượng trí nghiệp, chính là nhân thừa của Phật quả. Phẩm thí dụ nói, thần và tay ta có lực sẽ đem quần áo bàn ghế chuyển từ trong nhà ra ngoài, lại nói chỉ có một cửa mà lại nhỏ hẹp, lại nói ta tùy ở cái cửa nhà bị cháy này vẫn thoát ngoài ra được yên ổn. Đại thừa nhân hành được ví với cửa vì đó chính là lối phải đi. Nhân nhị thừa được ý chí dẫn dụ ví với áo quần bàn ghế, vì đó là những thứ có thể tùy nghi vứt ra. Bà thừa nói trên vẫn còn ở trong căn nhà tam giới chia ra từng đoạn nên đặt tên là xe thừa. Lại nói được xe thừa như vậy để các con ngày đêm kiếp số thường tự tại rong chơi, cùng các Bồ Tát và Thanh Văn chúng cưỡi bảo thừa này thẳng tới đạo tràng. Cho nên biết rằng nhân hành vô lậu là phải ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa chính gọi là nhất thừa, tự tại chẳng bị ràng buộc, không dựa, không cầu ở đâu. Cho nên phẩm phương tiện nói tu hành hết mọi vô thượng đạo pháp của chư Phật. Luận nói rằng tu hành rất sâu, cho nên hạnh có thể thành được Phật quả cũng gọi là pháp hoa. Quả diệu pháp, luận giải thích khai thị ngộ là vô thượng nghĩa, nhân đầu nghĩa, bất trí nghĩa, tức là Phật quả, Niết Bàn, Bồ Đề. Kinh văn phần dưới nói, chư pháp tịch diệt tướng chẳng dùng lời mà thuyết. Cho nên biết rằng Phật quả chân lý cũng gọi là nhất thừa. Còn nói rằng vì thuyết Phật trí tuệ cho nên chư Phật ra đời. Thế thì biết rằng Phật quả chánh trí cũng gọi là nhất thừa. Do đó nói chung giáo lý hạnh quả của Đại Thừa đều có cái đức của liên hoa, hoa sen mà thoát ra khỏi nước đục nhị thừa. Vì giáo có cái công năng phô diệu lý, lý có cái lực năng sở xuất thủy, hạnh có cái tướng tử nhân phô tới quả, quả có khả năng kết hạt làm nhân. Thế nhưng pháp phải mượn thí dụ mà thuyết minh, lý vi diệu nhờ vậy mới được nổi rõ, cho nên mượn hoa hạt của cây bồn đồ lợi để ví với quả nhân của Tát Đạt Ma. Pháp đã thâu tóm bốn nghĩa, thì hoa cũng bao gồm bốn đức. A. Bốn nghĩa của pháp đó là: một, kết hợp với nghĩa lý vi diệu của mật tích, đó là giáo vậy. Hai, hợp với tông chỉ huyền diệu của cơ duyên sâu kín, đó là lý vậy. 3. Khắc được áo nghiệp thượng thừa, đó là hạnh vậy. 4. Viên thành chân tông trí giác, đó là quả vậy. Tốt đẹp hết mức nên gọi là diệu. B. Bốn nghĩa của hoa, đó là: 1.
Nụ sen xòe nở để thấy sen, phía như giáo được tuyên dương để tỏ ngộ tông trì. 2. Hoa sen nở ra từ ao thiêng, ví với lý nổi bật, vượt tử vận nhỏ. 3. Cả hoa xòe nở mà được hạt, ví với nhân nghiêm mà quả mãn. 4. Nếu hạt kết thành gốc hoa, tỏ rõ Phật trí là nguồn thừa, cho nên mượn hoa sen là thí dụ. Đó là có nguyên do vậy. Cứ theo lý này, thì pháp có bốn nghĩa tốt đẹp cũng như hoa. Song quan sát ý trong kinh, tuy có đủ cả bốn phẩm phương tiện, ý nêu rõ sự kia vì quyền giáo thuyết ba thừa. Nay trong hội này, lý thực chỉ có một pháp mà Phật chứng được rất sâu, có giải thích cho người khác liễu ngộ. Có dùng lời lẽ để thuyết minh, ý nghĩa cũng rất khó biết, cho nên dùng Phật trí để đối trị dẫn dụ hạng nhị thừa. Giáo lý hai thứ đó phải lấy liên hoa làm thí dụ, phủi sạch nhị thừa, đó khiến bậc chân thánh hiển lộ, cùng chọn nhất thừa, khiến kẻ giả thánh phải rút lui mà đi. Ba lần thỉnh rồi sao Phật mới chính thức giảng cho một đại sự nhân duyên là chính thể của pháp hoa, tức là lấy hạnh quả, coi đó là pháp hoa, khai thị ngộ là quả, vì nhập là nhân hành. Cho nên kinh Vô Lượng nghĩa giải là liên hoa xuất thủy, hoa sen ra khỏi mặt nước có hai nghĩa. Mới đầu chẳng thể tận giải tính Bồ Tát đốn ngộ thoát ra khỏi nhị thừa, sau ví dụ hàng thanh văn vào ngồi trong đại chúng để nêu bật việc họ y theo giáo, quán chiếu lý nhất thừa mà thành tiệm ngộ, cũng như Bồ Tát thường ngồi hoa sen, bên cạnh đó, bên cạnh có hàng nhị thừa kiêm thuyết giáo và lý, có kinh Vô Lượng nghĩa thuyết cho Bồ Tát về lòng dục của chúng sinh, đã phân tích ra thành vô lượng dục khiến Bồ Tát dùng hai thứ giáo và lý để khơi gợi căn cơ của chúng sinh. Cho nên trong luận giải 17 danh, chỉ dùng hai thứ giáo và lý để giải thích danh từ liên hoa. Kinh này giáo hóa hạng nhị thừa kia để họ phát tâm cầu đại thừa, chỉ lấy hạnh quả mà gọi tên là liên hoa. Thêm nữa, kinh này giáo hóa nhị thừa để họ theo về đại thừa, khiến họ biết rằng việc giáo hóa vì lẽ quyền nghi mà tạm đặt ra ba thừa, song lý thể chỉ là một là nhất Phật thừa, để họ phát tâm tu hành cuối cùng thành được Phật quả. Cho nên giáo lý hạnh quả đều có tên gọi là liên hoa, vì giáo hạnh cùng khai phô lý quả đều xuất thủy. Trong 17 danh ở phần dưới sẽ phân biệt thêm, nếu chỉ coi chân như là thể của nhất thừa diệu pháp, còn liên hoa là hai nghĩa xuất thủy và khai phô, thí dụ rộng mà pháp hẹp, về lý hẳn chẳng phải như thế. Huống hồ luận chỉ giải thích tên kinh, chứ chẳng giải thích điều này. Pháp đã là diệu, chính là liên hoa, hai cách giải thích trì nghiệp y chủ như thứ tự trên cũng được. Sự diệu màu của đại pháp đó là y chủ thích theo chủ đề mà giải thích, y diệu pháp này như liên hoa cũng là trì nghiệp thích theo công năng mà giải thích. Này ở đây chẳng muốn giải thích riêng về liên hoa, nên chẳng phải là giải thích trái ngược nhau. Nếu lý là diệu, kinh chỉ là giáo, thì nói diệu pháp liên hoa kinh là y chủ mà giải thích. Nếu diệu pháp là giáo, kinh cùng là giáo, thì nói diệu pháp liên hoa kinh tức là trì nghiệp mà giải thích. Nếu diệu pháp là lý, kinh cũng là lý, thì nói diệu pháp liên hoa kinh cũng là trì nghiệp mà giải thích. Nếu diệu pháp là giáo, kinh là lý, thì cũng là y chủ mà giải thích. Y vào thuận thể nghĩa, xứ trung nhân, xuất thế báo, y nhân y pháp y dụ, lấy đó làm tên gọi của kinh, như tổng luận nói, thì ý nghĩa của phẩm tựa vân vân đều giải thích theo tên gọi của các phẩm đó. Kinh có 28 phẩm, đó là phẩm tựa, phẩm phương tiện, phẩm thí dụ, phẩm tín giải, phẩm dược thảo dụ, phẩm hóa thành dụ, phẩm ngũ bách, đệ tử thụ ký, phẩm thụ học vô học nhân ký, phẩm pháp sư, phẩm kiến bảo tháp, phẩm đề bà đạt đa, phẩm khuyến trì, phẩm an lạc hạnh, phẩm tổng địa dũng xuất, phẩm như lai thọ lượng, phẩm phân biệt công đức, phẩm tùy hỷ công đức, phẩm pháp sư công đức, phẩm thường bất khinh bồ tát, phẩm như lai thần lực, phẩm trúc lụy, phẩm dược vương bồ tát bản sự, phẩm diệu âm bồ tát, phẩm quán thế âm bồ tát phổ môn, phẩm đà la ni, phẩm diệu trang nghiêm vương bản sự, phẩm phổ hiền bồ tát khuyến pháp. Các phẩm này nói chung chia làm 4 loại. 1. Lấy một nghĩa mà đặt tên có 15 phẩm. 2. Lấy hai nghĩa mà đặt tên có 10 phẩm. 3. Lấy ba nghĩa mà đặt tên có 1 phẩm. 4. Lấy nghĩa bất định mà đặt tên có 2 phẩm. Trong 15 phẩm lấy một nghĩa mà đặt tên có 4 lệ. A. Theo pháp mà đặt tên có 4, đó là phẩm phương tiện, phẩm tín giải, phẩm khuyến trì, phẩm đà la ni. B. Theo thí dụ mà đặt tên có 3 phẩm.
phẩm thí dụ, phẩm dược thảo dụ, phẩm hóa thành dụ. C. Theo người mà đặt tên có 4 phẩm: phẩm pháp sư, phẩm đề bà đạt đa, phẩm thường bất kinh bồ tát, phẩm diệu âm bồ tát. Phẩm pháp sư: sư có pháp, là theo trong nhân danh, pháp tức là sư, lấy pháp làm theo sư, theo trong pháp danh, thế nào cũng được. D. Theo sự mà đặt tên phẩm có 4: phẩm tựa, phẩm thụ ký, phẩm tòng địa dũng xuất, phẩm trúc lụy. Trong 10 phẩm lấy hai nghĩa làm danh có 3 lệ. A. Lấy nhân pháp mà đặt tên có 8 phẩm: phẩm thụ học, vô học, nhân ký, phẩm Như Lai thọ lượng, phẩm pháp sư công đức, phẩm Như Lai thần lực, phẩm Dược Vương Bồ Tát bản sự, phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bản sự, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp. B. Lấy năng sở mà đặt tên có 1 phẩm: phẩm phân biệt công đức. C. Lấy nhân quả mà đặt tên có 1 phẩm: phẩm tùy hỷ công đức. Lấy ba nghĩa mà đặt tên có 1 phẩm, đó là phẩm Ngũ Bách đệ tử thụ ký. Ngũ Bách 500 là số, đệ tử chỉ người, thụ ký chỉ sự, nên thành ba nghĩa. Lấy nghĩa bất định làm danh có 2 phẩm: một là phẩm An Lạc Hạnh, hai là phẩm Kiến Bảo Tháp. Vì nghĩa từ An Lạc thông cả nhân quả, nghĩa của kiến thông cả kiến hiện. An Lạc ở tại nhân, kiến chỉ là hiện. Thì tức là trong loại tên một nghĩa. Nếu An Lạc tại quả, kiến chỉ là kiến, thì tức là trong loại tên hai nghĩa theo đó mà ngẫm có thể rõ hết. Hơn nữa ở đây chỉ căn cứ vào tổng loại để phân biệt tên gọi các phẩm. Còn việc vì sao lại được đặt tên như vậy thì tới từng phẩm sẽ giải thích. 4. Việc đặt bỏ tên phẩm. Xét căn bản kinh này, bản do ngài Kumala Thập phiên dịch thời Diêu Tần hưng thịnh, chỉ có 27 phẩm, không có phẩm Đề Bà Đạt Đa. Sách Tòng Đa Lục của Sa Môn Đạo Tuệ nói rằng, Thích Pháp Hiến chùa Thượng Định Lâm tìm được bản tiếng Phạn kinh này ở nước Vu Điển có phẩm này. Sa Môn Pháp Ý ở chùa Ngõa Quan đã dịch phẩm này vào tháng 12 năm Vĩnh Minh thứ 8 triều Tề, nhưng vẫn chưa đặt phẩm này vào trong kinh Pháp Hoa. Tới cuối đời Lương, có vị Sa Môn ở nước Ưu Thiền Ni thuộc Tây Thiên Trúc gọi là Câu La Na Đà, ở phương đây gọi là Gia Y, còn có tên Phạm là Bà La Mạt Đà, ở phương đây gọi là Chân Đế, cũng dịch phẩm này và mới bắt đầu đặt vào sau phẩm Kiến Bảo Tháp. Lại có Sa Môn Trúc Pháp Hộ ở Đôn Hoàng dịch kinh chính Pháp Hoa vào đời Vũ Đế Triều Tấn, phẩm Đề Bà Đạt Đa cũng đặt sau phẩm Kiến Bảo Tháp. Xưa có truyền lại cách giải thích nói rằng, phía tây núi Thông Lĩnh, phần nhiều có phẩm này, phía đông phần nhiều không có. Kiều Ma La Thập vốn ở nước Quy Tư nên không có phẩm này. Nếu thế hết thì ngài Pháp Hiến ở nước Vu Điền sao lại có được phẩm này? Vì Vu Điền cũng ở phía đông núi Thông Lĩnh. Lại có cách giải thích khác, phẩm Kiến Bảo Tháp Mệnh Trì và phẩm Khuyến Trì Ứng Mệnh, ngữ thế liên tiếp nhau. Thế mà bỗng nhiên lại có phẩm Thiên Thụ Đề Bà Đạt Đa len vào giữa thì văn thế sơ đoạn. Kiều Ma La Thập sợ đời sau có nhiều điều nghi hoặc nên đã được bỏ đi. Nếu thế thì việc lấy hay bỏ chân văn đều do ngài Thập, việc lược bỏ văn rườm rà tốt xấu đều do một người, thế là chưa được. Thích Đạo An vì thấy những người dịch kinh phần nhiều hay lược bỏ kinh văn nên mới viết Thiên Ngũ Thất Tam Bất Dị nói: các La Hán kết tập kinh văn nơm nớp thận trọng như vậy, bọn phàm phu đẩy mạt tầm thường như thế mà lại đổi lời sâu xa kín đáo của ngàn đời trước để hòa theo mạt tục của trăm vua đời sau, há chẳng đau sao? Cho nên phẩm Thiên Thụ và các bản tiếng Phạn đều có. Hơn nữa, phẩm Thiên Thụ tỏ rõ ý trọng pháp, coi đó là sàng giường để cầu thế lực lớn ở kinh của kinh ở Long Cung ảo ra, uy lực kinh nhanh chóng làm cho Long Nữ thành đạo, tán thán để khuyến hóa người ta. Cớ sao liền ngay sau đó chẳng có phẩm Khuyến Trì? Chỉ biết rằng bản tiếng Phạn có phẩm này, mà bản của ngài Kiều Ma La Thập thiếu. Cứ theo bản đó mà dịch nên không có phẩm này, đã chẳng thể căn cứ vào Đông hay Tây mà phán định, thì cũng chẳng thể vì nghĩa vượt mà lược bỏ. Chỉ là bản của thập công bị thiếu, vì ở nước xa xôi hẻo lánh nên phần nhiều bị sai sót. Thêm nữa, trong kinh này phẩm Trúc Lụy được đặt sau phẩm Thần Lực. Thời xưa có giải thích rằng thập công khéo nắm được ý kinh, sở dĩ chẳng đặt ở cuối kinh mà đặt ở trước là vì trong phẩm Trúc Lụy để cho các phần thân Phật ai về đất nấy. Nếu đặt ở cuối kinh thì tới khi thuyết kinh xong mới để phân thân Phật ai về đất nấy. Khi họ chưa về trước đó, đất này vẫn sạch,
Cớ gì Diệu Âm ngày sau lại được răn dặn là chớ có nảy tư tưởng kém cỏi ở đất ấy. Thêm nữa, các vị từ phía dưới ảo ra đã dập đầu lại khắp cả các phần thần Phật. Thế thì Diệu Âm ở đồng độ, theo lý chẳng nên chỉ đỉnh lễ. Một mình Phật Đà Bảo, Quan Âm Dương Châu chẳng nên chỉ chia làm hai phần. Các Phật phân thân vì lỗi gì mà chẳng được nhận lễ? Thêm nữa, phẩm Trúc Lỵ đã nói rõ là Phó Trúc, phẩm Dược Vương vân vân vâng lời rộng truyền. Từ đó mà suy thì chẳng nên để ở sau, cho nên thập công đặt ở trước. Giải thuyết nói trên mới xem ra tùy được, nhưng nghiên cứu kỹ tông chỉ ý nghĩa thấy có lý về lý có 8 điều trái ngược nan giải. Một, các bản trái ngược nhau. Kinh Chính Pháp Hoa do Trúc Pháp Hộ thời Tấn dịch, và trong bản Pháp Hoa của hai vị Quật Đa, Cấp Đa thời Tùy thêm vào phẩm Trúc Lỵ này đều đặt ở cuối kinh. 2. Luận kinh trái ngược nhau. Trong Pháp Hoa luận nói tu hành lực, tóm lại có 7 loại. A. Một là chỉ lực, được thị hiện trong các phẩm Pháp Sư, An Lạc Hạnh, Khuyến Trì. B. Hai là thuyết lực, được thị hiện trong phẩm Thần Lực. C. Ba là hành khổ hạnh lực, được thị hiện trong phẩm Dược Vương. D. Bốn là giáo hóa chúng sinh hành khổ hạnh lực, được phẩm Diệu Âm thị hiện. E. Năm là hộ chúng sinh chư nạn lực, các phẩm Quan Thế Âm, Đà La Ni thị hiện. F. 6 là công đức thắng lực, được phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương thị hiện. G. 7 là hộ pháp lực, được phẩm Phổ Hiền và phẩm sau thị hiện. Đã nói hộ pháp lực, được phẩm Phổ Hiền và phẩm sau thị hiện, thì biết rõ phẩm Trúc Lỵ được đề ở cuối kinh. Nếu không thế, thì sau phẩm Phổ Hiền còn có phẩm nào? Thêm nữa, sau phẩm Thần Lực đã nói rõ là phẩm Dược Vương và các phẩm khác đều theo đúng như thứ tự, cho nên biết rằng phẩm Trúc Lỵ lẽ ra phải ở cuối kinh. Ba, các giáo khác nhau. Trong các kinh khác, phẩm Trúc Lỵ đều ở cuối kinh, cớ sao chỉ riêng kinh này lại thuyết ở lưng chừng? 4. Hai sự trái ngược nhau. Nếu cho rằng để phân thân Phật trở về bản thổ liền uế tạp, nên Diệu Âm ngày sau mới bị gian bảo. Thế thì trong phẩm Trúc Lỵ cũng khiến Tháp Đa Bảo trở về bản thổ, cớ sao Quan Âm Dương Hạt Châu vẫn chia làm hai phần? 5. Hai lệnh chẳng nhất tề. Nếu phần thân Đa Bảo ai nấy đều trở về, cớ sao phần thân đã về mà Tháp Phật Đa Bảo vẫn ở đó? Nếu nói lệnh cho Tháp Đa Bảo có thể trở về như cũ chỉ là đóng cửa tháp mà thôi, nếu vậy thì cớ sao Kinh Chính Pháp Hoa lại nói rằng có thể trở về bản thổ? 6. Tháp không có trốn trở về. Thêm nữa, chư Phật phân thân được Thích Ca sai đi, mới đó đã nói đi đến rồi trở về, thì Tháp Đa Bảo rốt cuộc cho tới cuối kinh càng không có chỗ mà về. 7. Tịnh uế có sự khác nhau. Thêm nữa, cho rằng Diệu Âm được gian bảo thì chẳng phải là tịnh thổ, cho nên biết rằng các phân thân Phật đều đã về nước. Thế thì ngày các phân thân Phật vân tập, cớ sao mỗi vị đều sai thị giả tự tay bưng hoa sen cùng tới Linh Sơn? Lúc cầm hoa rắc lên trên Phật biến thành cõi tịnh thổ, các núi đều không thông nhau mà thành nước Phật, năm đường cũng hết, làm sao lại có việc từ núi Linh Sơn tới chỗ Phật cầm hoa mà rắc? Thêm nữa, ngài Văn Thù đi dự hải hội, lúc sắp tới vùng này đã thấy trước ở núi Linh Sơn bỗng có hoa hiện ra. 8. Việc đại chúng hoan hỉ trái với tỉnh lý. Thêm nữa, phẩm Trúc Lỵ lúc sai phần thân trở về tháp chẳng đi. Nếu chẳng phải là cuối kinh mới Trúc Lỵ thế thì việc bọn Atula đại hoan hỉ sao mà sớm quá thế? Nếu đã chẳng phải thì là vì được nghe pháp bảo mà sinh tâm hoan hỉ, thì chính là vì thấy khách Phật đi mà sinh tâm hoan hỉ, thật là rất đáng ngạc nhiên. Chỉ là trước tiên phóng thần lực nên thị hiện thành tịnh, do đó đất này vốn uế, sợ Diệu Âm thấy gộp cả uế tướng sẽ sanh ra chê bai, cho nên bị gian bảo chẳng phải là Diệu Âm tới, phần thần Phật đã về mà đất uế. Như tuy là tịnh thổ về thấy Linh Sơn biến chẳng những là tịnh mà còn thấy cả uế nữa, vì từ trên nhìn xuống dưới vậy. Vì nguyên nhân gì mà chẳng để hai Phật cùng ngồi cho Diệu Âm kính lễ, Quán Thế Âm dâng châu lễ tặng hai vị hóa chủ đó? Ý riêng chẳng chung với các Phật khác, chỉ như trong phẩm Thiên Thụ, Văn Thù từ Long Cung ra chỉ lễ chân hai Thế Tôn trong tháp. Vì bấy giờ phân thân Phật chưa về bản thổ, lúc đó Văn Thù chẳng lễ được phân thân Phật, cho nên biết là ý lễ kính riêng, sao có thể cứ theo lệ mà bắt lễ lại chung được. Cho nên biết rằng phẩm Trúc Lỵ phải ở cuối kinh, vì hoan hỷ phụng hành đều ở trong đó. Thêm nữa, phẩm Quán Âm Phổ Môn không có phần văn tụng,
có bản có đặt vào, đó là do người sau vẽ rắn thêm chân. Thế Tục thường ngờ rằng nếu là Phật thuyết, tại sao Tụng lại nói rằng Thế Tôn đủ diệu tướng, kệ đáp vô tận ý? Đó chính là các nhà dịch kinh kết hợp làm bài kệ. Như kinh Thắng Ma nói, lúc đã sinh niệm này, Phật hiện ở không trung. Vân vân, từ sau bài kệ trước nhân tiện làm kệ mà sanh ra bài kệ sau, giữa chừng văn ngắn, chừng hàng chẳng tiện, về lý cũng có thể thông. Lại có kẻ nghi ngờ nói rằng nếu là Phật thuyết, cớ sao lại nói chú chớ các thuốc độc lại hại chính người đó? Lẽ nào Phật Thế Tôn lại hại sinh mệnh? Xưa cũng đã tưởng có nghi hoặc, hỏi tiên sư về nghĩa câu từ âm diệu đại vân. Đại sư đối chiếu với bản tiếng Phạn thấy đã đủ. Bản tụng này chính là Mai Đát Lạt Gia Mạt Na, nên nói là từ ý, chứ chẳng phải là từ âm. Cho nên chắc chắn là có, hơn nữa có và không đều sai. Đó chính là ứng với cơ nghi mà điều phục cho, như người thợ săn giỏi bắt gấu beo. Cũng như thầy thuốc giỏi dùng phản dược, ban đầu tuy có tổn hại, sau ắt được ích lợi, chẳng phải lợi trước mà hại sau. Có tụng đã chẳng trái với tông chỉ, giả sử không có thì có trái gì với lý? Thêm nữa, trong kinh được thêm vào ở thời Tùy, Trang Nghiêm Trạng Bồ Tát hỏi về duyên do của tên Ngài Quán Âm. Vô tận ý Bồ Tát quan sát khắp cả nguyện hải trong quá khứ của Ngài Quán Âm, rồi mách bảo Trang Nghiêm Trạng và thuyết bài kệ rằng Thế Tôn diệu tướng đủ, nay tôi lại hỏi Ngài Thế Tôn đủ diệu tướng, kệ đáp vô tận ý. Văn đã trái nhau nên biết là sai. Ngoài ra trong phẩm Dược Thảo Dụ, nửa phần sau của phẩm kinh đó là phần được thêm vào luận giải thích rằng hai thí dụ thì một đẻ phá chấp thừa, thuyết về thừa thì cả hai đều giống nhau, đều lấy ánh mặt trời làm ví dụ. Hai kinh Chính Pháp Hoa và Diệu Pháp Liên Hoa đều không có phần nửa sau của phẩm Dược Thảo Dụ luận lại chẳng giải thích về tứ tổng và tam nghịch. Kinh đó còn đặt phẩm Thần Lực trái với thứ tự trong hai bản kinh và luận, lại nói rằng hai phẩm Phú Lâu Na và phẩm Pháp Sư lúc đầu đều bị sót, bị thiếu. Đã chẳng có thành văn thì lý cũng khó tin theo. Lại nói đúng ra chỉ có 27 phẩm, vì các phẩm Thiên Thụ và Bảo Tháp là cùng một phẩm, bốn bản trái ba quả là chưa được. Năm thứ tự của các phẩm. Một, phàm là muốn thuyết pháp, trước tiên phải đánh thức chúng sinh cơ duyên hòa hợp mới có thể ứng cơ mà tuyên thuyết. Bắt đầu nói bày duyên do phát khởi, đó gọi là phẩm tựa. Hai, phẩm tựa đã thuyết xong thì tiếp ngay sau đó là nói đến chính tông, tông chỉ chủ yếu, tức là nội dung chính. Đại chúng đã vân tập nhưng chưa thành thạo nên cần phải trình bày tông chỉ để dạy dỗ. Pháp thuyết nhất thừa là thực, lược khai nhị vận là quyền. Nói nhất thực mà dẫn họ quay về, tỏ nhị quyền để khiến họ trở gót. Trí nên thiện xảo, diệu ứng với hạng thượng căn, lời diễn thần công thông đạt tới lý sâu sắc. Cho nên theo thứ tự tiếp đến các phẩm phương tiện. Ba, hạng thượng căn lĩnh ngộ, việc Phật trùng thuật đã thành mới có chuyện thụ ký, nên có phẩm nói về các sự lĩnh ngộ, trùng thuật và thụ ký. Thực do thu tử, tức Xá Lợi Phất, tuy là bậc thông minh xuất chúng nhưng chẳng thể tỏ thấu, vì văn nói lĩnh ngộ, trùng thuật và thụ ký ngắn gọn sơ lược. Phẩm này bước đầu gửi gắm các ý lĩnh ngộ, trùng thuật và thụ ký. Hạng trung căn dẫu nghe thuyết pháp vẫn chưa thể lĩnh giải, nếu chẳng nhớ nhiều hiểu rõ thí dụ thì cũng chẳng làm sao mà lĩnh giải được, cho nên mới có phẩm thí dụ. 4. Bậc trí giả nhờ thí dụ mà trí tuệ lĩnh giải nảy sinh, cho nên có phẩm tín giải. 5. Dẫu đã tín giải vẫn chưa biết sâu, để dẹp nỗi nghi ngờ nhấn thêm ý nghĩa ấy nên có phẩm Dược Thảo Dụ. 6. Bốn vị đại thanh văn đã lĩnh giải sâu, kinh nhận cái quả sau này họ sẽ đạt tới, cho nên tiếp sau đó có phẩm thụ ký. 7. Hai hạng thượng trung tuy đã lĩnh giải nhưng hạ căn vẫn còn chưa có vẻ giác ngộ, thế tất phải nhờ vào sự thuyết giảng cặn kẽ, phải dựa vào sự giáo huấn trịnh trọng, nói cho họ rõ thủa đầu kết duyên trong thời quá khứ, để thức tỉnh soi tỏ bản tâm họ, kể cho họ hay rằng niết bản mà họ chứng được vốn chẳng phải là chân diệt độ, khiến họ quay về bảo sở hướng tới đại niết bàn. Cho nên cứ theo thứ tự ấy mà có phẩm hóa thành dụ. 8. Hạng cao nhờ nghe thuyết pháp nên được giải ngộ, lại còn có tâm tín giải thanh tịnh hơn, quả là do ba lần ân cần thuyết giảng mà lĩnh giải. Văn sơ lược mà sự ấn chứng cũng chẳng rộng, nên chẳng đặt ra phẩm riêng khác. Trước hết thuyết về tướng đương quả, đương quả, quả vị sẽ được, quả vị tương lai của bậc cao danh,
nên có phẩm ngũ bách đệ tử thụ ký. Chín hàng hạ vị lúc ấy cũng dần dần thông đạt. Phật thụ ký cho họ nên có phẩm thụ học vô học nhân ký. 10. Ba hạng căn cơ đều đã giác ngộ, lợi ích của việc thuyết pháp đã cho khắp, định khiến cho các đời sau cùng trong quy cũ, khen người ngợi pháp, khiến cho đại nghĩa hoàng dương, cho nên có phẩm pháp sư. 11. Y theo pháp mà tu học, dù pháp hay người, đều có thể làm thầy, làm khuôn mẫu, cho nên phá chấp nhỏ mà thành đạo lớn, hội tụ ý nghĩa quyền thừa để nhập chân tông tín học đã hiếm, quy sùng cũng ít. Phật đã bảo hiện ở tháp, phần thần Phật vân tập nhằm khuyến hóa chúng sinh cứ tu tập lâu dài, tin chắc sẽ được chứng quả như lời Phật thuyết chẳng sai, cho nên có phẩm kiến bảo tháp. 12. Tuy Phật khác thuyết tín chứng kinh này, nhưng chưa thể hiện rõ bản tôn khuyên người ta quy hướng, nên hiện rõ bản thân làm quốc vương vì trọng kinh này đã tự mình làm giường để cầu pháp ở nhà kẻ thù oán với mình, còn thể hiện rõ kinh này có uy lực to lớn độ được rất nhiều chúng sinh ở Long Cung, pháp lực mau thành hóa long nữ để thành đạo, cho nên có phẩm Đề Bà Đạt Đa. 13. Đã thị hiện tự tha đều là bảo trọng, uy lực to lớn, tác dụng mau chóng, ân cần khuyến khích những kẻ nghe kinh Bồ Tát đều thụ giáo và nguyện trì, nên có phẩm trì. Nếu y theo luận bản thì gọi là phẩm khuyến trì, lý cũng chẳng sai. 14. Sợ rằng đến thời mạt pháp, có khi trong việc hành pháp sẽ có nhiều điều vượt ra ngoài khuôn phép, này chỉ rõ nghi phương để dễ bề hoằng pháp. Pháp đã dễ thực hành thì tự nhiên tránh được tổn thất, cho nên có phẩm an lạc hạnh. 15. Tám hàng hà sa số Bồ Tát nghe diệu pháp rồi thì nguyện trì pháp, nhưng lúc đó Phật chẳng cho, chứng tỏ là đã có người trì pháp hoằng pháp rồi. Thế là có 6 vạn hàng hà sa số Bồ Tát lìa được cấu nhiễm, trụ ở Phật đạo đã lâu, trước tin xin nguyện hoằng tuyên diệu pháp để khuyến phát cả hội, cả pháp hội lúc đó, cho nên có phẩm tổng địa dũng xuất. 16. Đại chúng thấy sự dũng xuất cho đó là hóa chứ chẳng phải là chân cha trẻ con già, nên ngờ đó chẳng phải là hóa thân của Đức Thích Ca. Này chứng minh rằng đó là hóa thân của Phật thành đạo đã lâu, nên theo lý chẳng phải là trẻ nữa. Để giải thích điều nghi vấn đó, cho nên mới có phẩm Như Lai Thọ Lượng. 17. Thân của báo Phật thị hiện thọ lượng dài lâu, thể của pháp thân cũng dùng phương tiện để tuyên dương, cho nên biết rõ Thích Ca nguyên do là hóa Phật. Phật đức thâm diệu, người nghe tin nhiều, lợi ích đã to, công đức vô lượng. Này nói rõ đại chúng đương thời nghe Phật thuyết kinh này và chúng sinh đời sau thọ trì kinh này đều được lợi ích và công đức khác nhau, cho nên có phẩm phân biệt công đức. 18. Về những người đáng được lợi ích, tuy đã trình bày đầy đủ, nhưng những ai hay tùy hỷ, phúc cũng chẳng nhỏ, cho nên có phẩm tùy hỷ công đức. 19. Người khác tùy hỷ còn được nhiều phúc, người chính thức có thể đứng ra tuyên truyền xiển dương diệu pháp, công đức càng nhiều, cho nên có phẩm pháp sư công đức. 20. Pháp sư trì kinh ắt sẽ thành Phật, kẻ hủy báng pháp sư sẽ bị tội vô lượng, Phật tự dẫn mình ra làm chứng, cho nên có phẩm thường bất khinh. 21. Như Lai khuyến hóa thuyết giảng về phúc sự đều nhiều, e chúng sinh nghi ngờ cho rằng Phật sướng nhất xuất xuông. Phật muốn tỏ rõ lời mình chẳng sai, làm sao mà có thể lừa dối các ngươi là chúng sinh, cho nên phóng thần lực để chỉ rõ cho họ. Vì vậy có phẩm Như Lai thần lực. 22. Trước kia Dược Vương đã hy sinh thân mệnh để trì kinh, Đức Phật thuyết giảng bản duyên của vị này để khuyến khích pháp hội đương thời, cho nên có phẩm Dược Vương Bồ Tát bản sự. 23. Lưu hành chính pháp, mọi nước đều thông, Dược Vương đã tuyên dương ở đất này, nên triệu diệu âm bắt phải truyền thụ ở đất khác, cho nên có phẩm diệu âm Bồ Tát. 24. Chúng sinh trì kinh gặp nhiều chướng nạn, ắt phải nhờ đến thị hiện khắp hết thảy các pháp môn đại bi cứu hộ, cho nên có phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn. 25. Dẫu niệm Quán Âm, nhờ người cứu nạn chưa chỉ thần chú, mong pháp gia uy, định khiến cho có uy linh lớn, chỉ kinh dễ được thành tựu tế độ, nên có phẩm Đà La Ni. 26. Lực chỉ kinh chẳng kén chọn kẻ thân người oán, phúc đức mà kinh này giúp cho ta thường được sinh ở nơi đẹp đẽ tốt lành. Muốn thuyết minh cổ kim gặp nhau để khuyến khích Việt Hoàng Dương diệu chỉ, cho nên có phẩm diệu trang nghiêm vương bản sự. 27. Tuy nước này nước kia đều có việc hoằng kinh, nhưng chưa có chuyện phương này phương kia đều khuyến khích việc đó, cho nên có phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát. 28. Tán khuyến đã khắp, hóa duyên đã xong,
ân cần phó trúc được lưu thông lâu dài cho nên có phẩm trúc lụy. Đây là căn cứ vào kinh chính pháp hòa và luận để phẩm trúc lụy ở sau mà giải thích thứ tự các phẩm. Nếu sau phẩm thần lực liên tiếp phẩm trúc lụy thì người ta sẽ hiểu sai, không hợp với cách sắp xếp chung. Kinh Pháp Hoa huyền 8 quyển thứ nhất phần trước đã xong. Quyển thứ nhất phần sau, Sa Môn Quy Cơ chùa Đại Từ ân soạn. 6. Giải thích kinh văn. A. Phân tích bố cục. B. Giải thích kinh văn. A. Phân tích bố cục. 1. Phân tích theo ngài Cổ Tuân. Pháp sư Cổ Tuân nói rằng 28 phẩm chia làm hai phần. Phẩm thứ nhất nói về duyên do bắt đầu khởi hóa của Như Lai, còn lại 27 phẩm nói về chính hóa của ngài. Phẩm tựa nói về duyên do ban đầu, chính hóa thuyết minh về lợi ích của kinh này, vì cho đến cuối kinh đều có ích cả. 2. Phân tích của ngài Cát Tạng. Đại sư Cát Tạng nói rằng phẩm thứ nhất là phần tựa, 15 phần rưỡi sau đó gọi là chính tông, từ tức là phẩm thứ 2 cho đến phần đầu phẩm phân biệt công đức. Đến cuối phần tụng cách lượng trở đi, chỗ cuối bài tụng Đức Thế Tôn đáp lời ngài Di Lặc. Học rộng hay tổng trì, tùy nghĩa giải lời Phật, những người như thế đó nơi đây không có nghi. Phần này thuyết minh về thừa quyền, thừa thực, thân quyền, thân thực, đó là phần chính tông. Thủ tử ba lần thỉnh Phật thuyết minh về thừa quyền thực, Di Lặc ba lần cầu thỉnh Phật thuyết minh về thân quyền thực. Tức là từ nửa sau của phẩm phân biệt công đức là đoạn văn xuôi trường hàng thứ 2 sau bài tụng nêu trên. Được nghe giảng về thọ lượng này và tin hiểu thì công đức không có hạn lượng, cùng 11 phẩm ở dưới gọi là phần lưu thông. 3. Theo phân tích ngài Nghĩa Tịnh, Pháp sư Nghĩa Tịnh nói, phẩm thứ nhất gọi là phần tựa, thứ đến 19 phẩm sau đó thì gọi là phần chính tông. Từ phẩm thần lực trở xuống có 8 phẩm gọi là phần lưu thông. Tuy có sự phân chia như vậy, nhưng chẳng giải thích lý do. 4. Phân tích theo luận này. A. Cách thứ nhất chia làm 3 phần. Phẩm thứ nhất gọi là phần tựa. Phần thứ hai, 8 phẩm sau đó gọi là phần chính tông, chính thuyết nhất thừa. Thủ ký cho 3 loại căn cơ, làm cho 3 loại này căn bản đều đã được lợi ích, vì đã giáo hóa cho các hàng nhị thừa kia ra khỏi nước đục. Phần cuối cùng của kinh này nói rằng, nay trong kinh này chỉ thuyết nhất thừa, còn xưa kia trước các Bồ Tát, Phật che hạng thanh văn ưa thích tiểu pháp, song Phật thực ra là dùng đại thừa để giáo hóa. Thêm nữa, trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, Trí Tích Bồ Tát bạch Phật Đa Bảo có thể trở về bản thổ, cho nên biết rằng công việc đã xong xuôi mới thỉnh trở về, biết rõ chỗ thuyết nhất thừa chính là tông chỉ của cả bộ kinh. Nếu chẳng thuyết nhất thừa, hễ chỗ nào thu được lợi ích đều là chính tông, thì trong phẩm Phổ Hiền Vô Lượng Bồ Tát Đắc Đà La Ni, Tam Thiên Thế Giới Vi Trần Số Bồ Tát thực hành đạo Phổ Hiền cũng là chẳng thuyết về nhất thừa mà được lợi ích, đó đều là chính tông. Nếu thế thì lời giải của ngài Cổ Tuân chính là kim chỉ nam. Lại nữa, sự việc nếu chưa xong, cớ sao Trí Tích Bồ Tát lại nửa chứng xin về, hoặc gộp thêm nửa phẩm pháp sư thành 8 phẩm rưỡi là chính tông? Vì nửa đầu phẩm pháp sư Phật đã thủ ký cho những người khác hiện diện trong tòa, bất kể là bậc thánh hay người phàm, nếu thấy Phật nghe kinh mà tùy hỷ đều sẽ được chứng quả Bồ Đề. Phần thứ 3, 19 phẩm hoặc 18 phẩm rưỡi còn lại đều gọi chung là lưu thông, vì là phần nói về các việc chứng tán thụ mệnh phó trúc cho các đệ tử về việc hành trì. Phẩm khuyến trì tùy thủ ký cho tỷ kheo ni hiện diện tại tòa, nhân thừa với Phật xin chỉ kinh, nên Phật bèn thụ ký cho, nhưng vẫn nói rằng trước đã thụ ký chung cho hết cả rồi, chẳng thuyết nhất thừa nữa, nên chẳng phải là chính tông. B. Cách thứ hai chia làm 5 phần. Phần đầu là phần tựa như trên không khác. Phần 2 từ phẩm phương tiện trở xuống tới phẩm khuyến trì, tất cả là 12 phẩm đều thuyết minh về cảnh nhất thừa. Phần 3, 2 phẩm an lạc hạnh, tổng địa dũng xuất là thuyết minh về hạnh nhất thừa. Phần 4, từ phẩm Như Lai thọ lượng trở xuống tới phẩm thường bất khinh, tất cả 5 phẩm này thuyết về quả nhất thừa, thuyết về cảnh để cho biết rõ thừa nào là quyền, thừa nào là thực, quyền nên bỏ quyền mà lấy thực, hạng thanh văn lĩnh ngộ được lý này thì được thụ ký. Thuyết về hạnh để cho họ biết cái nhân nào là đúng, cái nhân nào là sai, quyền nên học cái đúng và trừ bỏ cái sai, người học do đó mà tổng địa dũng xuất. Thuyết về quả để cho họ biết thân nào là chân, thân nào là hóa, cái nào là quả, cái nào là nhân của sự chứng ngộ, khuyên họ nhận thức được cái hóa, cầu được cái chân, dần dần thu được đức tốt của nhân vị và quả vị,
Bồ Tát biết rõ lý này thì sẽ chứng được đạo, thể hiện đầy đủ đức tốt thành tựu ở nhân vị và quả vị. Phần 5. Từ phẩm thần lực trở xuống đều gọi là lưu thông, vì trình bày các việc phó chúc, vâng mệnh, tuân hành. Duyên do những điều trên này đều sẽ được giải thích ở phần sau. B. Giải thích kinh văn. Từ đây đến cuối sách giải thích theo thứ tự các phẩm kinh. Phẩm tựa thứ nhất. A. Giải thích tên phẩm. 1. Bảy loại nghĩa thành tựu. Luận nói rằng phẩm tựa có 7 loại thành tựu. Thành tựu có nghĩa là đầy đủ viên mãn. Muốn chứng minh rằng trong phẩm tựa có đầy đủ 7 nghĩa. 7 nghĩa đó viên mãn vì các kinh khác không có. 1. Tự phẩm thành tựu vì mới bắt đầu các lý do chung mà đã đầy đủ viên mãn, có núi có thành đầy đủ, tượng trưng cho sự tốt đẹp có thừa. Cho nên riêng được gọi tên là phẩm tựa, thực ra 7 thành tựu đều là tựa cả. 2. Chúng thành tựu, nhiều thành tựu. 1 là số, 2 là hành, 3 là nhiếp công đức, 4 là uy nghi như pháp trụ viên mãn. Đó là thành tựu mà các kinh khác không có. 3. Như Lai dùng thuyết pháp thời trí thành tựu, ý nói Như Lai đã đến lúc muốn thuyết pháp. Đó là đoạn từ vì các Bồ Tát mà thuyết kinh Đại Thừa trở xuống, vì trước tiên Phật thuyết kinh vô lượng nghĩa, có đủ 17 tên gọi hơn hẳn các kinh khác. 4. Sở y thuyết pháp, tùy thuận uy nghi, trụ thành tựu. Ý nói những thứ để dựa vào đó mà thuyết pháp, để tùy theo uy nghi của Phật mà an trụ. Đó là đoạn từ Phật thuyết kinh này xong thì ngồi kiết già phu trở xuống. Vì y vào chỉ định, pháp tọa, thiền ngưng lặng, khí thế gian và chúng sinh, 3 loại pháp này kinh khác không có. 5. Y chỉ thuyết nhân thành tựu, đó là đoạn từ bấy giờ Phật phóng hào quang từ giữa lông mày trở xuống, vì thấy được các sự năng chiếu, chiếu cảnh, sở chiếu, sinh hy hữu tâm là những sự kinh khác không có. 6. Đại chúng hiện tiền dục văn pháp thành tựu, ý nói đại chúng trước mắt đang muốn nghe pháp, đó là đoạn từ bấy giờ Di Lặc Bồ Tát nảy ra ý nghĩ rằng trở xuống, vì tùy hỏi một người mà nhiều người được nghe, sinh tâm hy hữu, các kinh khác không có. 7. Văn thủ sư lợi đáp thành tựu. Vì nhờ túc mạng trí hiện thấy tướng nhân quả thời quá khứ, thành tựu 12 sự như hiện tại đây, cho nên có thể đáp được, điều này kinh khác không có. 2. Phân định thông biệt. Trong 7 thành tựu trên lại chia làm 2 loại, 2 thành tựu đầu là thông tự, tựa chung, 5 thành tựu sau là biệt tự, tựa riêng, trong đó phần thông tự có 5. 1. Tổng hiển dĩ văn, thể hiện chung là đã nghe. 2. Thuyết giáo thời, lúc thuyết giáo. 3. Thuyết giáo chủ, người chủ trì việc thuyết giáo. 4. Sở hóa xứ, chỗ được giáo hóa. 5. Sở bị cơ, căn cơ được gia bị. Các ý nghĩa trên hòa nhập vào nhiều nghĩa nhưng tạo thành ý nghĩa của tựa. Lời mở đầu chỉ có 4 chữ, tôi nghe như vậy. Đó tức là lời mở đầu để khiến cho người nghe kinh tin tưởng rằng người thuật lại đã được nghe Phật thuyết kinh này. Luận bản chỉ nói, tựa như có 2 thành tựu. Tựa có 2 thành tựu, một là thành, hai là núi. Hai chỗ này tốt đẹp hơn khác với kinh khác. Sở dĩ thuyết minh, thiền về lúc được nghe thuyết kinh và về Phật thuyết kinh chẳng khác các kinh khác, là vì tùy kinh có đủ các điều nói trên, nhưng chẳng nêu lên làm điểm trội hơn. B. Giải thích kinh văn. Kinh văn, tôi nghe như vậy, tán rằng, đây là câu mở đầu của hết thảy kinh. Ở phẩm này dùng 3 môn để phân biệt. 1. Nguyên do thuyết kinh. 2. Mục đích đặt lời ấy. 3. Chính thức giải kinh văn. 1. Nguyên do thuyết kinh. Như kinh Đại Thuật vân vân thuyết về bản duyên, lúc Phật sắp niết bàn, lúc Phật bảo ai có điều nghi hoặc gì cứ hỏi. Yêu Ba Ly, An Hậu Lâu Đà bảo A Nan, xin được phép hỏi 4 điều. 1 là sau khi Phật diệt độ các tỳ kheo vân vân, biết lấy ai làm thầy. 2 là y vào đâu mà an trụ. 3 là tỳ kheo tính ác thì trị phạt thế nào. 4 là đầu hết thảy các kinh nên đặt lời gì. Phật dạy rằng sau khi ta diệt độ cứ lấy ba la đề mộc xoa làm thầy của cả ngươi, y vào giới mà tu hành, y vào tứ niệm xứ mà an trụ bản tâm. Đối với hạng tỳ kheo tính ác cứ dùng phạm đàn mà trị, vì phạm đàn lẳng lặng chẳng cần đánh chửi, cứ lẳng lặng đuổi cổ đi đầu tất cả các kinh, nên đặt những lời tôi nghe như vậy. Sau A Nan và hội kết tập kinh Phật cứ theo y như lời Phật dạy, thuật rộng duyên do đều như kinh thuyết. 2. Mục đích đặt ra lời ấy. Mục đích là làm cho chúng sinh tín thuận. Trí Độ Luận nói rằng tôi nghe như vậy là để sinh tín vậy.
tín thụ phụng hành là sinh trí vậy. Tín thì năng nhập, trí thì năng độ. Tín là cơ sở ban đầu để nhập pháp, trí là huyền thuật cứu cánh. Tín thì lý nói ra sẽ thuận, thuận thì đạo làm thầy sẽ thành. Do tín nên pháp được thuyết đều có thể thuận tòng. Do thuận nên quan hệ thầy nói trò nghe được kiến lập. Ở trong tín này tóm lược thành 10 điều giải thích. Một, đó là cá nhân ban đầu để hướng tới cực quả như theo kinh Nhân Vương vân vân. Đó là cá nhân ban đầu để đạt tới thánh vị. Cho nên trong 40 tâm lấy tín làm đầu, ban đầu phát tâm đại bồ đề cần phải đủ 10 đức, khởi 3 diệu quán. Tâm đại bồ đề lấy thiện căn làm tự thể, lấy thiện hữu làm duyên, lấy không lui sụt làm sách tấn phát tâm. Thiện căn tức là tín, tinh tiến, niệm định tuệ. Cho nên nhiếp đại thừa luận nói rằng thanh tịnh, tăng thượng lực, kiên cố tâm thắng tiến thì gọi là Bồ Tát. Thoạt đầu phải tu vô số tam đại kiếp. 2. Đó là nền tảng dần dần ngộ nhập đế lý. Các luận đều nói, sắp nhập thánh vị thì có tín căn tín lực. Có tín căn nên muôn điều thiện nhân đó mà sinh. Có tín lực nên bốn loại ma đều chẳng khuất phục nổi. Vì thế, đầu kinh đặt ra mấy lời ấy để người nghe sinh tín. 3. Đó là sự chứng tịnh thông với diệu chân. Năng vượt khỏi đường ác, lìa nhân nghèo hèn nên nhập thánh rồi thì chứng được bốn bất hoại tín. Vì tín tam bảo nên vượt khỏi đường ác, vì tin ở giới nên lìa được nhân nghèo hèn. Cho nên luận cũng nói về tín hiện quán. 4. Đó là chỗ dựa tốt của những đức tột vời. Tỳ bà sa luận nói rằng tín là tay giỏi ăn pháp vị. Người học Phật Pháp, ví như con long tượng lớn, lấy tín làm tay, lấy xà làm răng, lấy niệm làm cổ, lấy tuệ làm đầu. Ở trên vai gồng gánh các thiện pháp nhóm lại, con voi tức long tượng. Ăn uống đều lấy vòi làm tay, nên người học Phật Pháp đầu tiên phải sinh tín. 5. Đó là mầm mống ban đầu của 7 loại thánh tài, đó là pháp tài ban đầu của người tu học, cũng như số vốn ban đầu của người lái buôn lớn, nhờ sự giáo hóa của pháp bảo mà được thánh tài. Nên đầu tiên là sinh tín. Hiển Dương Luận nói, 7 loại thánh tài đó là tín giới văn giả tuệ tàm quý, tín là một loại trong đó. 6. Đó là con đường tốt cho cái nhân căn bản của các thiện pháp. Vì là căn bản của thiện pháp, dù giả luận viết rằng, để vào các thiện pháp, dục lòng ham muốn là căn bản, do tác ý chỗ sinh ra, do tiếp xúc mà nhóm khởi, do cảm thụ mà dẫn nhiếp. Thiền định là tăng thượng, trí tuệ là tối thắng, giải thoát là kiên cố, xuất ly là đằng sau. Dục là căn bản vì nó khởi hy vọng, do tác ý sinh ra nên thường xuyên phải cảnh giác. Bởi từ xúc mà nhóm khởi nên hòa hợp các thắng duyên của tâm và tâm sở, bởi do thủ dẫn nhiếp mà lĩnh hội tại tâm. Định là tăng thượng vì tâm vốn lặng, tuệ là tối thắng vì lựa chọn thiện ác. Giải thoát là kiên cố vì giảm bỏ được triền phược, xuất ly là đằng sau. Vì giác đạo viên mãn, tín đã là chỗ dựa của dục, nên trước tiên phải cho nó khởi lên. 7. Đó là tay cử mở cửa cơ duyên vì là tay tiếp giáo. Câu xá luận nói, cứu vớt chúng sinh ra khỏi vũng bùn sinh tử, hơn nữa sau đó còn trình bày chính tông cho chúng sinh. Đó là tay Phật giáo, phẩm tựa khiến chúng sinh sinh tín, đó là tay chúng sinh, vì hai tay đó bắt lấy nhau để ra khỏi vũng bùn. Còn trí độ luận thì nói rằng, như người có tay tới núi châu báu muốn lấy gì thì lấy, nếu không có tay thì uổng công chẳng lấy được gì. Người có tín tâm vào núi báu của Phật thì được các đạo quả, nếu không có tín tâm, tuy hiểu nghĩa kinh văn cũng chẳng thu hoạch được gì. 8. Đó là hạt châu thanh lọc cho tâm thủy lắng trong, vì nó khiến tâm thanh tịnh. Thành Duy Thức Luận nói, tín như hạt thủy châu có khả năng lọc được nước đục, vì nó chỉ được sự vẩn đục của tín tính. 9. Đó là điều kiện tốt để kiến lập danh đạo. Tuyên Ni tức Khổng Tử nói rằng, trong 3 thứ binh đao, lương thực và đức tin thì tín chẳng thể bỏ được. Từ xưa ai cũng đều phải chết, nhưng còn người ta mà không có đức tin thì chẳng đứng vững được. Như xe lớn không có đòn nghe, xe nhỏ không có đòn ngột, còn người ta mà không có đức tin thì chẳng biết sẽ làm được trò trống gì. 10. Đó là sự truyền cảm tốt về tấm lòng thành. Sách Xuân Thu nói rằng, nếu có đức tin sáng láng thì ngay đến các loại rau dạ như rau tần, rau phồn, rong lát ở đầm ao suối khe cũng đều có thể đem dâng quỷ thần, đem thết vương công, huống hồ là đức tin mà người quân tử giao kết giữa hai nước.
Trong 10 nghĩa này, 8 nghĩa đầu y theo chân đế, 2 nghĩa sau y theo tục đế. Đức tin quan trọng như thế, cho nên đầu kinh mới đặt mấy chữ tôi nghe như vậy, để chứng tỏ rằng kinh nghĩa như vậy, đích thân được nghe từ lời Phật thuyết, lìa được cái lỗi thêm bớt, để khiến chúng sinh khởi tín tâm mà thuận lòng tu học. 3. Chính thức giải kinh văn. Kinh văn: tôi nghe như vậy, tán rằng Phật địa luận nói từ như vậy như thị, chuyển theo bốn nghĩa. Một, theo thí dụ như có chỗ nói rằng giàu sang như vậy, như tỷ sa môn pháp được truyền, được nghe như vậy như lời Phật thuyết nhất định không khác, nhất định là cái nhân của phương tiện lợi lạc. Hoặc câu văn đường thời Phật thuyết như vậy, đúng như điều xưa kia tôi được nghe. Hai, theo sự dạy bảo như có khi nói rằng người nên đọc tụng kinh luận như vậy. Trong này như vậy, xa thì là sự dạy bảo của Phật, gần thì là sự giáo huấn của người truyền pháp, hoặc bảo với đại chúng đương thời nên nghe những điều xưa kia tôi đã được nghe như vậy. 3. Theo sự vấn đáp, có nghĩa là nếu có người hỏi, người định thuyết giảng những điều xưa kia chắc chắn đã được nghe ư, cho nên ở đây đáp lại rằng tôi nghe như vậy. 4. Theo sự đồng ý, như có khi nói rằng tôi sẽ vì người mà nghĩ như vậy, mà làm như vậy, mà nói như vậy. Có nghĩa là từ khi kết tập, các chúng Bồ Tát đều cùng thỉnh rằng người được nghe thế nào thì nên thuyết giảng lại như vậy. Bồ Tát truyền pháp bèn đồng ý mà nói, tôi sẽ nói như vậy đúng như điều tôi đã được nghe, hoặc tin tưởng khẳng định mà nói, việc ấy như vậy, ý nói pháp như vậy xưa kia tôi đã được nghe, sự ấy như vậy, đúng như những điều đã nói, nhất định không khác. Do bốn nghĩa trên nên đầu kinh đều đặt bốn chữ tôi nghe như vậy. Ngài Chân Đế Tam Tạng nói rằng, luật vi tế nói rõ A Nan khi lên tòa kết tập pháp tạng, thân như chư Phật đủ mọi tướng đẹp, khi xuống tòa lại trở lại nguyên hình. Trong tập tạng truyện cũng nói như thế, vì thế khiến cho đại chúng có ba điều ngờ. Một, ngờ rằng Phật Đại Bi từ cõi Niết Bàn trở dậy nói thêm diệu pháp. Hai, ngờ rằng còn có Phật từ phương khác đến trụ ở đây thuyết pháp. Ba, ngờ rằng Ngài A Nan kia đã hóa thân thành Phật mà thuyết pháp cho đại chúng. Này, nói rõ pháp được thuyết như vậy là pháp mà đích thân tôi đã từng được nghe xưa kia lúc tôi làm thị giả cho Đức Phật, chứ chẳng phải là Phật lại trở dậy, chẳng phải là Phật từ cõi khác tới, chẳng phải là A Nan hóa thân thành Phật. Để trừ bỏ các điều nghi ngờ trên nên đầu kinh đặt lời tôi nghe như vậy, duyên kết tập như kinh chương đã thuyết. Chú Pháp Hòa nói rằng, như có nghĩa là như điểm lành cảm ứng vì thuận cơ mà được gọi, vậy có nghĩa là không sai. Chúng sinh vì thấy không sai nên cảm, Phật vì thấy thuận cơ nên ứng. Người truyền kinh muốn tỏ rõ danh giáo xuất phát từ sự cảm ứng nên đặt ra lời như vậy. Chú Vô Lượng Nghĩa nói rằng, tới người thuyết pháp chỉ nói là như, chỉ như mới đúng nên nói là như vậy. Ngài Bảo Công nói, để lìa khỏi năm điều phỉ báng bắt bẻ nên nói là như vậy. Câu thứ nhất, như vậy kinh này lìa được điều phỉ báng chấp hữu rằng có sự thêm thắt. Câu thứ hai, như vậy kinh này trừ được điều phỉ báng chấp vô rằng có sự bớt xén. Câu thứ ba, như vậy kinh này lìa được điều phỉ báng chấp vừa hữu vừa vô trái ngược nhau. Câu thứ tư, như vậy kinh này lìa được điều phỉ báng chấp phi hữu phi vô ngu si. Câu thứ năm, như vậy kinh này lìa được điều phỉ báng chấp là hí luận phi phi hữu phi phi vô. Ngài Quang Trạch nói, như vậy tức là cái được nghe sẽ nêu lên một bộ kinh đã được nghe giảng trước đây, nay được chuyển lại. Cả một bộ kinh như vậy tôi đích thân được nghe từ Phật, nói là tôi nghe, để hô hào người ta phải chú ý lắng tai. Lương Vũ Đế nói rằng, như vậy có nghĩa là như thế, đó là lời Phật đã thuyết nên nói là như vậy. Trưởng Nhĩ Tam Tạng nói, như vậy có ba ý nghĩa. Một là theo Phật, chư Phật ba đời đều thuyết như nhau chẳng khác nên gọi là như, vì thuyết giống nhau nên gọi là vậy. Hai là theo Pháp, thực tướng các Pháp sư này chẳng khác nên gọi là như, vì như mà thuyết nên gọi là vậy. Ba là theo Tăng, vì Ngài A Nan hy vọng rằng những điều mình truyền đạt lại không khác với bản giáo của Đức Phật mà Ngài đã được nghe, cho nên gọi là như, tuyệt đối chẳng sai nên gọi là vậy. Do cùng nói giống nhau như thế, đúng lý không sai, truyền lại chẳng khác, nên kinh này đáng tin. Trên đây là tổng cộng có 15 điều giải thích. A. Nói tôi nghe, có nghĩa là người truyền pháp tự chỉ bản thân mình. Ý nói pháp như vậy, đích thân tôi được nghe từ Phật nên gọi là tôi nghe. Chứ chẳng phải nói tôi là nhất định thuộc về một người, tôi chỉ là giả danh chư uẩn thế tục, song tôi có ba loại.
Một là cái tôi vọng chấp, đó là chỉ cái tôi vọng chấp của các ngoại đạo. Hai là cái tôi giả thiết, là chỉ cái ngã trong lạc tịnh thường ngã mà trong kinh Đại Niết Bàn tạm đặt ra để trừ điên đảo của hạng nhị thừa. Ba là cái tôi lưu truyền ở thế gian, chỉ các loại thiên thụ, trời truyền cho, tử thụ, thần truyền cho mà thế gian cũng lưu truyền, nên người truyền pháp tùy thuận thế gian, chỉ tự mình xưng tôi khác với hai loại tôi nói trên, đó tức là đại ngã vô ngã, cái tôi lớn vô ngã. Một hỏi, chư Phật thuyết pháp là để trừ ngã chấp, cớ sao chẳng xưng là mà vô ngã? Lại nói lại tôi nghe, đáp có bốn nghĩa. Một, để nói năng cho dễ, vì vô ngã chỉ trung uẩn giới xứ, thế thì biết ở đây nói ai. Hai, để thuận theo thế gian. Ba, trừ nỗi sợ vô ngã, nói vô ngã thì ai tu học. Bốn, có sự phân biệt tự tha, nhiễm tịnh, nhân quả sự nghiệp, vân vân, bởi vậy xưng là tôi. Hai, hỏi, nếu vậy cớ sao chẳng xưng tên mà chỉ xưng tôi? Đáp có ba nghĩa. Một, tỏ rõ chẳng trái với thế tục, tông chỉ vốn nhằm hiển dương chân đế, nhưng ngôn ngữ chẳng trái với thế tục. Lý tùy muốn tỏ rõ là vi diệu, nhưng lời lẽ chẳng thể trái khuấy, vì muốn nêu rõ chân đế chẳng lìa tục đế vậy. Hai, từ tôi ngã có nghĩa là chủ tể tự tại. Tập pháp truyện nói rằng có ba a nan. Một là a nan đà, có nghĩa là khánh hỷ, chỉ thanh văn tạng. Hai là a nan bạt đà, tức là hỷ hiền, chỉ độc giác tạng. Ba là a nan già la, tức hỷ hải, chỉ bồ tát tạng. Đó chỉ là một người tùy theo tưởng đức tính mà gọi tên khác nhau. Do a nan là bậc đa văn, được nghe nhiều biết rộng, văn trì nghe rồi thì nhớ được, tích tập được những điều tai nghe, ba tuệ đầy đủ, văn nghĩa đều nhớ, tổng trì tự tại đối với tam tạng giáo, nên xưng tên. Nếu xưng tên thì tuy thuận với chính lý, nhưng không có cái nghĩa được tự tại đối với các pháp. Do vậy mà xưng là tôi, chẳng nói là a nan. Ba, tôi có nghĩa chỉ đích thân. Thế gian cũng nói là tôi thấy, tôi nghe, và cho như thế là thân chứng. Nếu nói a nan nghe thì có khi chẳng phải là đích thân nghe Phật thuyết từ người khác, mà từ người khác truyền thụ lại, này tỏ rõ đích thân được nghe Phật thuyết pháp chứ chẳng phải cho người khác truyền lại. Vì vậy để phá trừ lưới nghi nên chẳng xưng tên mà chỉ nói là tôi nghe. Nghe văn có nghĩa là nhĩ căn nghe nhận hiểu biết những điều Phật nói. Này bỏ sự phân biệt tách bạch tai nghe, theo tên gọi chung là tôi cho nên nói là tôi nghe. Dẫn theo đại thừa thì căn thức tâm sở khi đối cảnh hòa hợp nhau mới gọi là nghe văn. Song căn có năm nghĩa hơn thức, cho nên gọi căn là nghe văn. Năm nghĩa của căn là y pháp thuộc trợ như căn. Như căn tức là căn sáng suốt hay tăm tối như thế nào thì thức cũng sáng suốt hay tăm tối như thế ấy. Nếu chỉ nghe thấy âm thanh thì có thể chỉ tại ở tai đã duyên vào danh vào nghĩa thì là ở trong ý, cho nên du già nói rằng nghe là tỷ lượng, nhĩ căn gọi là nghe vì đích thân nghe âm thanh, nhưng phải cùng với ý, mà ý là chủ yếu thì mới nghe hiểu. Dùng cái thứ hai, tức là ý làm chủ yếu mà huân tập thường xuyên, nhân nghe được mà thành tên gọi chung là nghe, bỏ sự phân biệt tách bạch nhĩ căn, ý căn mà gọi chung là tôi nghe. Ba, hỏi, khánh nghỉ lúc bấy giờ cũng đích thần nhìn thấy, cảm nhận, biết rõ là Phật thuyết pháp, cớ sao chỉ nói là tôi nghe, mà chẳng nói là tôi nhìn thấy, vân vân. Đáp có ba nghĩa. Một, vì muốn chứng lý sâu trước hết phải nghe pháp, kế đến phải hiểu nghĩa mà danh để nói nghĩa, chẳng phải nói sắc. Hai, vì cõi này dùng âm thanh mà làm Phật sự, dựa vào thanh mà có danh. Ba, vì muốn chứng bồ đề phải dùng nghe mà huân tập, do nghe huân tập mà thành bậc xuất thế gian. Do vậy mà ở đầu kinh chẳng nói nhìn thấy, cảm nhận, biết rõ, chỉ nói là tôi nghe. Thực ra thì lúc đó khánh hỷ cũng nhìn thấy Phật nói và thấy các cõi Phật khác nhờ ánh quang minh của Phật mà làm Phật sự, có thể nói là nhìn thấy, vân vân. Ở trong nghĩa này cũng nên phân biệt. Bốn, hỏi, đó là Phật thuyết pháp nên nói là tôi nghe được hay là Phật chẳng thuyết mà nói là tôi nghe? Đáp có hai cách giải thích. Một, Ngài Long Quân nói Phật chỉ có ba pháp, đó là đại định, trí và bi. Từ lâu Ngài đã lìa bỏ hí luận, không hề thuyết pháp. Nhờ duyên lực bản nguyện từ bi của Phật trong thức của chúng sinh, này sinh ra tướng văn nghĩa. Tướng văn nghĩa này tùy đích thân y vào lực thiện căn của mình mà nảy sinh, nhưng để gây tác động mạnh nên nói là Phật thuyết. Do lực nhĩ căn cùng ý thức của mình biến thành nên gọi là tôi nghe, lấy đó làm thể tính.
Cho nên, Ngài vô tính nói rằng, bất kỳ lúc nào trong thức của người nghe hiện hiện lên tất cả những điều Phật trực tiếp nói hoặc chẳng trực tiếp nói, lấy đó làm thể tính. Người đó tự hỏi rằng, nếu thế thì tại sao Bồ Tát lại có thể thuyết pháp được? Luận ấy lúc đầu nói rằng Bạc Giả Phạm trước đã nhập Đại Thừa Bồ Tát thuyết phẩm nhiếp Đại Thừa để chứng tỏ cái thể của Đại Thừa to lớn, cho nên đặt ra câu hỏi này. Luận lại tự giải đáp rằng, vì Ngài là Bậc Tăng Thượng Sinh, nên làm ra thuyết ấy cũng ví như chư thiên nhờ tăng thượng lực nên trong giấc mộng vẫn được luận chú. Kinh cũng nói rằng, Phật từ lúc bắt đầu mới thành đạo cho tới lúc cuối cùng nhập Niết Bàn, trong thời gian giữa chừng ấy chẳng nói một chữ, như người mẹ chỉ hé răng ra hiệu với con mà con hiểu là mẹ gọi. 2. Ngài Thân Quang nói rằng, thân Phật có đủ uẩn giới xứ vân vân, do lìa phân biệt nên gọi là không hí luận, chứ đâu phải là chẳng thuyết pháp thì gọi là không hí luận. Có nghĩa là do thích nghi với duyên lực bản nguyện thiện căn của người nghe mà tướng văn nghĩa nảy sinh trong thức của Như Lai. Tướng văn nghĩa này là thiện căn lợi tha của Phật khởi lên, đó gọi là Phật thuyết. Trong thức của người nghe, tuy chẳng đích thân tự có được, nhưng dường như tướng ấy hiển hiện rõ ràng, cho nên gọi là tôi nghe. Ngài Thế Thân nói rằng, điều đó có nghĩa là vì các sự sai biệt khác nảy sinh ra liên tục trong thức, nên khiến cho thức sai biệt tương tục khác nảy sinh, hỗ trợ lẫn nhau mà thành tăng thượng duyên. Do đó, kinh nói pháp mà ta đã nói như lá trong tay, các pháp chưa nói như lá trong rừng. Vì chúng như trống trời mạt ni, không nghĩ mà làm Phật sự. Trong này hai cách giải thích, tùy theo hai loại văn đó mà giải thích thêm cho nhau. Cần phải biết rằng nói câu tôi nghe như vậy là có ý tránh lỗi lầm thiếu sót hoặc thêm phần khác vào. Có nghĩa là pháp như vậy tôi nghe từ Đức Phật chứ chẳng phải được tỏ rõ là nhờ người khác xoay vần chuyển lại. Người nghe mà có khả năng nghe hiểu thì những điều họ nghe được không có sự thêm bớt nào. Chẳng phải như kẻ ngu si không có khả năng nghe hiểu thì những điều họ nghe được có khi có sự thêm bớt. Lúc kết tập pháp, người truyền lại lời dạy của Phật cứ theo đúng y như lời Phật dạy, nên đầu tiên phải nói câu này để khiến cho chúng sinh cung kính tin nhận. Ý nói pháp như vậy tôi nghe từ Phật, văn nghĩa dứt khoát không hề có sự thêm bớt, cho nên người nghe cần phải nghe cho đúng đắn, rồi cứ theo đúng như lý mà suy ngẫm, siêng năng tu học. Kinh văn, một thời, tám rằng, thứ hai là nói về thời gian, ở đây có hai nghĩa. Một, đấng pháp vương bắt đầu giáo hóa, cơ duyên, khí lượng, không gian, thời gian đều hội đủ, việc thuyết pháp và nghe pháp xong xuôi thì gọi chung là một thời. Hai, người thuyết pháp và người nghe pháp cùng nhau hội ngộ, thời gian không phân biệt, cho nên gọi là một thời. Vì thời gian cơ cảm và thời gian ứng hóa không có sự tách bạch phân biệt. Đầu tiên, căn cứ vào các sát na tương tục không gián đoạn, người thuyết kẻ nghe cho đến chốt giáo thì tạm gọi là một thời. Ở đây có hai cách giải thích. Một, thời đạo lý, cả hai bên người thuyết pháp, kẻ nghe pháp, tuy chỉ là hiện tại các hành năm uẩn sát na sinh diệt, nhưng chính hiện pháp này mang ý nghĩa thủ ứng cái trước dẫn tới cái sau, tức là dùng cái thủ ứng giả danh là quá khứ, dùng cái dẫn tới giả danh là vị lai. Đối đãi với hai loại này mà nói là hiện tại, đời quá khứ, vị lai này đều giả lập trong pháp hiện tại, tức là người thuyết pháp, kẻ nghe pháp. Các pháp năm uẩn sinh diệt từng sát na, trước sau liên tục, sự việc rốt ráo thì giả danh là ba đời và gọi chung là một thời, chứ chẳng phải là một thời của một lần sinh diệt. Hai, thời duy thức, hai bên người thuyết kẻ nghe trong thức tâm biến thành tướng trạng ba thời mà khởi lên, thực ra là hiện tại, tùy theo phần hạn của tâm mà biến thành sự tình dài ngắn, xong rồi thì gọi chung là một thời. Như những thứ thấy ở trong mộng tuy là có nhiều, nhưng khi thức tỉnh biết chỉ là tâm biến hiện, đều không có cảnh thực. Người nghe pháp tâm biến ba đời cũng thế, chỉ là duyên theo ý. Những thứ bất tương ưng hành uẩn được pháp giới, pháp xứ thu nhiếp đó, ở đây gọi là một thời. Một là số sát na chẳng nhất định, hai là sự tương tục không nhất định, ba là bốn thời, sáu thời, tám thời, 12 thời không nhất định, bốn là thời gian số năm sau khi thành đạo không nhất định, đó gọi là một thời. Thế nhưng người nghe pháp do căn cơ chín muồi cảm nhận được điều Phật thuyết, người thuyết pháp từ bi ứng cơ mà thuyết, việc thuyết pháp, nghe pháp xong xuôi thì gọi chung là một thời. Giải thích về ý nghĩa bốn loại không nhất định của một thời nói trên. Một, số sát na không nhất định.
Có nghĩa là người nghe pháp có khi căn trí trì độn, thời gian thuyết pháp tuy ngắn nhưng thời gian để nghe hiểu lại dài, hoặc thời gian người thuyết pháp dài mà người nghe cũng lâu, trong một sát na vẫn chưa hiểu nổi, do vậy chẳng phải chỉ một sát na. 2. Sự tương tục cũng chẳng nhất định, có nghĩa là do người giỏi thuyết pháp Đắc Đà La Ni chỉ nói một chữ mà nghĩa hết thầy đều hiểu rõ, hoặc người biết nghe Đắc Nhĩ Căn, ý căn thanh tịnh, chỉ nghe một chữ thời thầy đều hiểu được, cho nên chẳng phải là liên tục. Do người nghe ở một hội căn cơ, kẻ thì lành lợi, người thì tri độn, như lai dùng thần lực có khi kéo dài niệm ngắn thành ra kiếp dài, khi thì rút ngắn nhiều kiếp lại thành niệm ngắn, cũng chẳng nhất định. Cho nên việc thuyết pháp, nghe pháp xong thì gọi chung là một thời. 3. Thời gian 4 thời, 6 thời, 8 thời, 12 thời, vân vân cũng chẳng nhất định. Có nghĩa một mặt trời, một mặt trăng, soi bốn thiên hạ dài ngắn, nóng lạnh gần xa, ngày đêm các phương cũng chẳng nhất định. Vì thường xuyên chỉ hai thiên hạ cùng khởi dụng, hơn nữa trừ chư thiên cao thấp, không có bốn thời và tám thời như ở đây. Kinh bốn lưu thông ở khắp phương trên dưới, nếu nói bốn thời vân vân thì lưu hành chẳng khắp. 4. Thời gian số 5 sau khi thành đạo cũng chẳng nhất định. Có nghĩa là vì báo thân hóa thân Đức Phật mà kẻ phàm người thánh ba thừa nhìn thấy tuổi tác ngắn dài, từ khi thành đạo tới nay gần xa mỗi nơi mỗi khác, kinh muốn cho kẻ phàm người thánh ba thừa cùng nghe, nên chẳng nói tách bạch là sau khi thành đạo bao nhiêu năm tháng, song trong các kinh đều có nói tới sự tương tục. Kinh này phần dưới nói thuyết kinh pháp hoa này tròn 60 tiểu kiếp chính là sự này. Có kinh nói tới 4 thời, như kinh Niết Bàn nói ngày rằm tháng 2, có lúc nói 6 thời, 8 thời, 12 thời, như kinh Niết Bàn nói vào lúc tước cảnh dương, xỉa răng buổi sáng sớm. Kinh Kim Cương Bát Nhã nói lúc chính ngọ ăn cơm nước rồi, thu dọn áo bát, rửa chân xong xuôi, trải tọa mà ngồi. Kinh Thượng Sinh nói lúc đầu đêm, khắp người phóng hào quang. Kinh Di Giáo nói lúc nửa đêm vắng lặng im ắng. Có kinh nói thời gian 5 tháng sau khi thành đạo, như kinh Thập Địa nói tới tuần 7 ngày thứ 2 thuyết kinh Hoa Nghiêm trong Mani Bảo Điện ở cung trời Tha Hóa Tự Tại, sang tuần 7 ngày thứ 3 nghiền ngẫm kỹ rồi chuyển Pháp Luân Tứ Đế ở nước Ba La Nại. Lại nữa, kinh Vô Lượng Nghĩa nói rằng ta từ khi thành đạo tới nay đã hơn 40 năm. Tuy có nói thế, song cũng là căn cứ theo những điều mà chúng sinh được hóa độ ở một phương, một khu vực nghe thấy, nhìn thấy mà kết tập. Hơn nữa, nói những lời ấy chẳng phải lúc đầu tổng đề thuyết pháp, bởi vậy cho nên đều phải nói chung là một thời. Hỏi, trong xứ nơi chốn có tịnh có uế, nếu tùy theo căn cơ thì nhất định là trong xứ và thời, thời gian thuyết pháp, kẻ phàm người thánh phải có sự khác nhau, nếu chẳng phân biệt mà thuyết sao được. Đáp, xứ thuyết pháp có thể nêu rõ tịnh uế, vì tịnh uế có thể biết chắc. Thời thuyết pháp có ngắn có dài, có kẻ phàm người thánh chẳng thể chuẩn đích. Trong một hội cơ nghi có kẻ lanh lợi, có kẻ trì độn, thời gian dài ngắn khác nhau làm sao mà xác định chắc chắn được. Cho nên xứ có thể nói cụ thể, còn thời thì chỉ nói chung là một thời. Kinh văn Phật tán rằng thứ ba là giáo chủ thuyết pháp, tiếng Phạn là Phật Đà, ở đây gọi tắt là Phật, chỉ vị chúa có tuệ. Tiếng Đường chữ Trung Quốc gọi là giác giả, đứng giác ngộ. Giác có ba nghĩa, một là tự giác hơn hẳn phàm phu vì phàm phu chẳng tự giác, hai là giác tha hơn hạng nhị thừa vì hạng này chẳng giác tha, ba là giác hạnh viên mãn hơn các Bồ Tát vì Bồ Tát tuy vẫn tu nhưng đối với nhị giác, tự giác, giác tha, hạnh vẫn chưa viên mãn. Phật Địa Luận nói, có đủ nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, có khả năng tự khai giác, cũng có khả năng khai giác cho hết thảy hữu tình, như ngủ mơ mà tỉnh giấc, như hoa sen xòe nở nên gọi là Phật. À, nhất thiết trí tức là năng tự khai trí, như sự hiểu biết khi ngủ mơ, có năng lực quan sát về không trí, lý trí, chân trí, vô phân biệt trí như là sở hữu. Tóm lại mà nói, đó là đoạn được phiền não chướng. Ba, nhất thiết chủng trí tức là giác hữu tình trí, là trí như hoa sen khai nở, có năng lực quan sát về hữu trí, sự trí, tục trí, hậu sở đắc trí, có hết mọi thứ. Tóm lại mà nói, đó là đoạn được sở trí chướng. Theo bản tiếng Phạn của các kinh, đều gọi Phật là bản sự, là bản sư, là bạc giả Phạm. Phật giáo đặt ra từ này vì nó bao hàm các đức tính. Người chủ trì việc phiên dịch, ý muốn tỉnh lược tùy theo địa phương, khéo xưng nên gọi tên là Phật. Hỏi, trong ba thân này, thân nào quyền nhiếp? Đáp, theo xứ, theo cơ,
ứng với thanh văn thì là hóa Phật, theo văn theo khí dạy bảo Bồ Tát thì là báo thân. Vì người cảm nhận căn cơ và phẩm loại khác nhau mà Phật hiện ứng thân, cho nên thông cả báo hóa xuất hiện nơi thành vương xá, non thiếu lĩnh để thuyết pháp thu tử và chúng sinh từ tầng trời sơ thiền trở xuống nghe, tức là hóa Phật. Cõi ta yên ổn thọ lượng lâu dài, văn thủ hóa hiện ở trong cõi này, tức là báo thân. Song ứng hóa chẳng phải là chân Phật, cũng chẳng phải là người thuyết pháp, từ hành trạng mà quy về bản thể, tức là pháp thân. Cho nên trụ ở pháp giới hít tạng mà xưng tán công đức kinh đại thừa, chứng tỏ là pháp thân thuyết Phật, địa kinh, vân vân. Nói 18 thứ viên mãn trụ ở bảo hoa vương, đó chính là báo thân thuyết. Sự tích ở thành vương xá theo kinh này, đó tức là hóa Phật thuyết. Theo lý mà nói, thực ra thông cả ba Phật, tùy ứng với chúng sinh mà hiện thân, chẳng phải nhất định là một thân nào. Trong kinh Lăng Già nói, ba thân Phật thuyết pháp mỗi thân khác, mỗi thân mỗi khác, vì đều thuyết pháp. Do đó trưởng giả Cù Sư La nhìn thấy Phật hiện tướng ba thước mà phát tâm. 500 Bà La Môn thấy các La Hán dùng hỏa quang tam muội thiêu thân thành tro mà khởi tín tâm. Bồ Tát thân vô biên cao tới tận cùng thượng giới mà vẫn còn thừa. Kẻ phàm phu trụ ở quả thánh nhỏ, xem thân Phật cao một trượng sáu mà thấy vô tận. Này để chứng tỏ bậc giáo chủ là tôn quý, sự giáo hóa của ngài được tùy thuận, chắc chắn là tốt đẹp, nên đầu tiên nêu cao giáo chủ để người nghe sinh tâm hoan hỷ,